Chương 41, tiểu thất yên vị trên lưng ngựa không bao lâu đã gục xuống ngủ luôn, y hẳn là rất mệt mỏi, cầm cự tới tận lúc này quả thực đã quá sức chịu đựng, giờ có lẽ là lúc tiểu thất thấy yên tâm và thả lỏng nhất trong ngày, hắc long tự như không muốn phiền đến giấc ngủ của người trên lưng nên chỉ chậm rãi bước đi chứ không chạy. Nó quen đường quen ngõ đưa tiểu thất an toàn về tới mộ dung gia đã là đêm khuya, nó đứng ngay trước cửa lặng im không nhúc nhích để người trên lưng yên tâm nằm ngủ lúc tiểu thất giật mình mở mắt ra đã là rạng sáng vậy mà mình còn đang nằm trên lưng hắc long ngủ đến là ngon lành ngay trước cửa nhà y cố cự người ngồi dậy lại phát hiện toàn thân vô lực lúc xuống khỏi yên ngựa cũng không đứng vững mà loạn choạng xém ngã tiểu thất đôi mắt đầy tia máu vuốt lên cổ hắc long chậm rãi lên tiếng trở về với chủ nhân thật sự của mày đi chúng ta hữu duyên vô phận vốn dĩ không chung đường vậy nên hãy cố sống tốt cuộc đời của chính mình đi tạm biệt tiểu thất mỉm cười đẩy hắc long nó ngoái đầu nhìn y một cái mới chạy đi nhìn bóng dáng hắc long khuất dần tiểu thất thở ra một hơi như trút được gánh nặng y quay người gõ lên cánh cổng gỗ quen thuộc người ra mở cửa là chu mẫn nhìn thấy tiểu thất cô ta mở tròn mắt vừa sợ hãi vừa hốt hoảng miệng mấp máy lại không phát ra được lời nào tiểu thất nhìn biểu hiện kỳ lạ đến khoa trương của chu mẫn thì khó hiểu chu tỷ tỷ sao thấy ta tỷ lại như thấy quỷ thế chu mẫn cố chấn tĩnh lại mỉm cười gượng gạo à thiếu phu nhân người nói lên huyện phủ sao lại về vào giờ này hơn nữa người lại đầy vết thương thế kia tỷ để ta vào nhà trước đã tỷ đừng nói với nương chuyện ta bị thương sẽ khiến người lo lắng tiếng trần tố tố vang lên bên trong khiến cả hai người đều giật mình không nói với ta cái gì tiểu thất con sao thế không phải tới huyện phủ sao bị thương như vậy là thế nào tiểu thất nhìn trần tố tố lo lắng đến như vậy lại thấy thật ấm áp y bất giác thấy khóe mắt cây cây tự như đứa nhỏ bị bạn bè bắt nạt muốn tìm mẫu thân để cáo trạng. Y nước mắt lưng trồng kể lại cho Trần Tố Tố nghe chuyện của mình, vừa kể tiểu thất vừa cảm nhận được bàn tay đang bao lấy tay mình run rẩy. Trần Tố Tố ngực đập phập phồng, mặt mày xám xịt không giấu được nỗi căm phẫn. Lý nào lại thế, chúng có còn xem vương pháp ra gì nữa không? Con còn nhớ mặt kẻ đó không chúng ta tới quan phủ báo án, dám động tới người của mộ dung gia đúng là muốn đi tìm chết. Chu Mẫn bên cạnh nghe nói báo án với quan phủ sợ đến mặt mày xanh mét định bụng lên tiếng can ngăn lại nghe được lời của tiểu thất sau đó mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, hắn ta đã chết rồi, bị vị đại hiệp kia giết chết, chết rồi thì không còn người đối chứng nữa, việc xấu của Chu Mẫn cũng vì vậy bị chôn chặt trong quá khứ, vị đại hiệp kia có sao không? Sao con không mời về nhà đàng hoàng cảm tạ người ta? Tiểu thất nhớ tới vết thương trên tay Bạch Thái Thiên, nhớ tới người kia vì cứu mình mà không quản nguy hiểm. Còn mình lại vô tình rời đi trong lòng lại thấy ấy nấy và có lỗi không diễn tả nổi. Tiểu thất cúi đầu khó khăn giải thích, người ta chỉ vô tình đi ngang nhìn thấy rồi ra tay giúp đỡ, không cần chúng ta báo đáp cũng không lưu lại đây lâu chắc đã sớm rời đi rồi. Trần Tố Tố gật đầu như đã hiểu, bà nhìn sắc mặt tiểu thất mệt mỏi nên dục y đi nghỉ ngơi. Tiểu thất ngủ nguyên một ngày tới chạng vạn ngày hôm sau mới uể oải tỉnh giấc, y ngồi trong phòng ăn hết chén cháo mẫu thân mang tới mới ra ngoài đi dạo. Đi chưa được bao xa, tiểu thất đã cảm giác không khí trong trấn hôm nay có vẻ ồn ào náo nhiệt hơn ngày thường. Vài đại thẩm đại thúc đang súng lại bàn tán chuyện gì đó, y loáng thoáng nghe được cái gì chiến thắng trở về rồi, cái gì tướng quân gì gì đó. Tiểu thất tò mò tiến lại hỏi thăm, trong lời nói có thêm vài phần gấp gáp, "Đại thúc, cho con hỏi mọi người đang nói chuyện gì vậy ạ?" À? Tiểu thất tuy sống ở đây không quá lâu nhưng y đối đãi với những người xung quanh rất tốt, vừa đẹp lại còn giúp mọi người khám bệnh nên rất được lòng mọi người thấy người hỏi là tiểu thất một đại thẩm đứng gần đó liền niềm nở tươi cười, là tiểu tức phụ nhà A Hoa đấy à, con còn chưa biết chuyện gì hả? Một đại thúc bên cạnh hắn giọng nạt lại, bà nói chuyện với ai đấy, A Hoa giờ là đại tướng quân rồi chúng ta phải gọi là phu nhân mới phải phép, còn vô lễ có ngày bị trị tội cho mà xem. Tiểu thất không còn tâm trạng để ý người khác gọi mình thế nào, y nóng ruột hỏi lại, rốt cuộc là có chuyện gì vậy ạ? À? Vị đại thúc vừa nãy lại nói tiếp, hạ nhân trong phủ của một gia đồn hôm nay thiếu chủ nhà bọn họ trở về, từ sớm một lão gia đã cho người chuẩn bị ngựa nói là sẽ đích thân đi đón người. Tiểu thất nghe xong liền kích động chạy đi, y mặc kệ đường bao xa cũng mặc kệ vết thương trên người còn chưa khỏi cứ thế nhằm hướng đầu trấn mà tới, y trong đầu ngổn ngang suy nghĩ, vĩnh kỳ trở về vậy mộ dung hẳn cũng sẽ về cùng đi, nhưng tại sao một gia biết tin mà mình lại không biết gì hết, chẳng lẽ mộ dung muốn cho mình bất ngờ sao, sao cũng được, chỉ cần trở về là được rồi tiểu thất một mình đứng ở đầu trấn chờ đợi, chờ tới khi mặt trời khuất bóng nhường chỗ lại cho mặt trăng vẫn không thấy bóng dáng người nào. Sự nhẫn nại của y sớm đã cạn kiệt, chẳng nhẽ tin tức bị sai rồi hay là người đã về mà y lại không biết. Định quay người trở về không ngờ lại nghe thấy rất nhiều tiếng vó ngựa truyền đến, tiểu thất vui vẻ mong chờ trong lòng nôn nóng đến kỳ lạ. Tiếng vó ngựa tới gần rồi dừng lại cách tiểu thất một khoảng không xa, một vĩnh kỳ bất ngờ nhìn tiểu thất nhỏ bé đang đứng đợi ở phía trước. Vĩnh Kỳ trong lòng hiểu rõ người y đợi không phải mình nhưng cảm xúc vẫn bị xáo động, hốc mắt đã có chút nóng lên thật sự rất muốn được đi tới quan minh chính đại ông tiểu thất vào trong lòng. Vĩnh Kỳ xuống ngựa vội chạy lại gần tiểu thất cẩn thận quan sát y một phen. Tiểu thất đưa mắt nhìn về phía sau một vòng, không có người y muốn gặp nên tâm tình liền trầm xuống thất vọng cắn cắn môi. Vĩnh Kỳ nhíu mày trầm mặt hỏi tiểu thất, sao lại bị thương? câu hỏi đầy lo lắng và ôn tình không hề che giấu nhưng tuyệt nhiên người nghe không biết cũng không để ý tiểu thất không trả lời mà hỏi lại mộ dung không về cùng huynh sao vĩnh kỳ né tránh ánh mắt đầy mong chờ của y nếu tiểu thất biết chuyện mộ dung hoa đã không còn như xưa đã thành thân với công chúa thì y sẽ thế nào đây vĩnh kỳ đắn đo thật lâu sau mới lên tiếng sư huynh đang điều tra lại vụ án năm xưa của mộ dung gia chắc một thời gian nữa mới trở về Sư huynh nhờ ta chuyển lời đến tẩu tử rằng không cần lo lắng huynh ấy sẽ sớm trở về cùng người đoàn tụ. Tiểu thất có chút thất vọng nhưng không biểu hiện ra quá rõ ràng, y gật đầu rồi nhìn Vĩnh Kỳ cười nhẹ, bình an trở về là tốt rồi, chúc mừng một tướng quân. Vĩnh Kỳ rất muốn mỉm cười đáp lại y nhưng khóe môi lại không tài nào nhếch lên được, tẩu tử gầy đi nhiều quá, thời gian này có phải là rất vất vả không? Lại còn bị thương nữa, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu thất đưa mắt nhìn vết thương nơi cổ tay, suy nghĩ một lát mới nói, hai ngày trước lên núi không cẩn thận nên bị thương thôi, đã không sao rồi, đừng đứng đây nữa mau trở về thôi chắc mọi người cũng mệt rồi. Vĩnh Kỳ còn muốn lên tiếng hỏi thăm đúng lúc này Mục Tranh cũng phi ngựa tới đành nuốt mấy lời muốn nói vào trong rồi cúi đầu với phụ thân. Mục Tranh hài lòng tươi cười gật đầu với nhi tử, ông nhìn qua tiểu thất có chút ái ngại lên tiếng, A à Hoa vẫn còn công vụ hiện tại chưa thể về con đừng suy nghĩ nhiều, dạ con biết, sẽ không suy nghĩ nhiều đâu thôi về nhà rồi nói tiếp đừng đứng đây nữa. Vĩnh Kỳ giữ lỡ bàn tay đang đẩy vai hắn của phụ thân nói, cha, người giúp con an bài chỗ nghỉ ngơi cho những tướng sĩ này, con đưa tẩu tử trở về mộ dung gia trước cũng tiện thể chào hỏi bá mẫu một câu. Mục tranh suy nghĩ rồi gật đầu dẫn những tướng sĩ đi cùng Mục Vĩnh Kỳ trở về Mục Gia. Tiểu thất cùng Vĩnh Kỳ nhìn nhau ngầm hiểu ý rằng không thể cùng nhau ngồi trên cùng một con ngựa, Vĩnh Kỳ lên tiếng phá tan bầu không khí thập phần ngại ngùng này, chúng ta đi bộ đi, từ đây về nhà cũng không xa nhân tiện trò chuyện thêm một lát tiểu thất không phản đối hai người cứ vậy vai kề vai bước đi trên con đường quen thuộc đầy sỏi đá khung cảnh này đối với vĩnh kỳ quá mức bình yên và ấm áp ngay cả trong mơ vĩnh kỳ cũng chưa từng dám nghĩ có một ngày sẽ được cùng với tiểu thất trải qua thế này giá như có thể dừng lại ở khoảnh khắc này thì tốt quá mọi người lúc ở chiến trường có gặp phải nguy hiểm gì không có được ăn uống hay nghỉ ngơi đầy đủ không Tiểu Thất hỏi thật lâu sau mới nghe thấy tiếng Vĩnh Kỳ đáp lại, nguy hiểm thì tất nhiên sẽ có, cũng có rất nhiều người phải bỏ mạng, nhưng dù sao chúng ta cũng chiến thắng rồi, đã quyết định tổng quân thì chắc chắn sẽ phải chuẩn bị tâm lý một đi không trở về. Tiểu Thất nghe xong liền thấy bất an, huynh ấy có bị thương không? Vĩnh Kỳ nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh đầy lo lắng của y lại thấy khó chịu, ngươi lo lắng huynh ấy nhưng người ta chiến thắng trở về liền cùng công chúa thành thân, thật sự ngốc nghếch. Vĩnh Kỳ siết chặt hai tay bình thản trả lời, chỉ bị thương nhẹ sớm đã không sao rồi, tẩu có cần phải biểu hiện khoa trương như vậy không? Tiểu thất nghe được trong lời nói có phần ghen tị của Vĩnh Kỳ liền bật cười. Một tướng quân huynh ghen tị cái gì, nếu muốn có người cũng vì huynh mà lo lắng thì mau thành thân đi. Một sư phụ chắc cũng mong huynh tìm được cô nương tốt sớm ngày thành gia lập thất. Vĩnh Kỳ hơi sững người khi nhìn thấy nụ cười vô tư của tiểu thất, không hiểu sao chính mình cũng bất giác mỉm cười, ta không muốn hại đời cô nương nhà người ta nói xong liền chua chát thở dài một hơi sao hại đời cô nương nhà người ta huynh tốt như vậy lại tuấn tú giỏi giang như vậy mấy tiểu thư muốn gả cho huynh xếp hàng từ đầu trấn đến cuối trấn còn chưa hết đâu vĩnh kỳ bất đắc dĩ lắc đầu không muốn nói về vấn đề này nữa nên hỏi lãng sang chuyện khác bá mẫu thân thể có ổn không nương rất tốt mắt cũng nhìn thấy rồi dù còn phải uống thuốc nhưng tình hình không có gì nghiêm trọng nữa mộ dung mà biết chắc là sẽ rất vui vĩnh kỳ kinh ngạc đứng im tại chỗ không nghĩ là tiểu thất có thể chữa khỏi mắt cho Trần Tố Tố. Vĩnh Kỳ nhìn theo bóng lưng nhỏ bé phía trước, y được ánh trăng bao lấy tạo nên một khung cảnh đẹp như trong tranh. Một người tốt như vậy mộ dung hoa không trân trọng chính là thiệt hại lớn nhất của hắn. Tại kinh đô trong phủ quốc sư đèn đuốc được thắp sáng choang, từ trong ra ngoài đều được binh sĩ canh phòng nghiêm ngặt. Nhưng dù cho có bao nhiêu lớp phòng ngự cũng tuyệt nhiên không thể ngăn cản bước chân của một thân hắc y. Hắn tự như một con đại bàng trong đêm tối có thể nhìn rõ mọi ngóc ngách, bước chân nhanh nhẹn nhảy lên tường rồi lên mái ngói từ trên cao nhìn xuống phủ các sa hoa phía dưới mộ dung hoa kinh bỉ hừ lạnh bỗng lộc của quốc sư nhiều đến mức có thể nuôi nhiều hạ nhân lẫn binh sĩ tới như vậy sao cao bình này hẳn cũng rút ruột ngân khối không ít hoàng thượng chẳng lẽ không hề hay biết chuyện này sao hay là biết nhưng vẫn bao che tầm mắt mộ dung hoa dừng lại trước một gian phòng lớn lính canh bên ngoài phòng này nhiều nhất canh phòng cũng nghiêm ngặt nhất hắn nhìn quanh một lượt rồi nhanh như bay chạy tới căn phòng đó hắn cẩn thận rút ra hai viên nói rồi đưa mắt nhìn xuống dưới. Trong căn phòng rộng lớn sáng sủa để đầy sách cổ, nhìn qua có lẽ là thư phòng. Mộ dung hoa nheo mắt nhìn kỹ lại phía chiếc bàn cảm thấy không đúng lắm, chiếc bàn trông rất cũ và đơn sơ không hề ăn nhập với cả căn phòng, vị trí đặt bàn lại nằm ở nơi khuất ánh sáng. Đang nhìn chăm chú vào cái bàn lại đột nhiên thấy nó chuyển động trượt sang một bên, sau đó là Cao Bình cùng nhi tử của ông ta là Cao Cảnh Điền từ phía dưới bước ra, cả hai người vẫn còn mặc quan phục, hẳn là từ khi thượng triều trở về vẫn luôn ở trong này. Cao Bình đi lại kệ sách xoay con kỳ lân bằng đá hai vòng thì cái bàn cũng từ từ khép lại trở về vị trí ban đầu. Cao Cảnh Điền thấp thỏm nhìn Cao Bình nhỏ giọng lên tiếng, cha, tiểu tử mộ dung kia sao đến giờ vẫn còn án binh bất động như vậy, con còn cho rằng hắn trở về liền tìm cách đối phó chúng ta. Hừ, một tên nhãi ranh, nhưng hắn giờ là phò mã rồi, liệu hoàng thượng có, đến gia gia hắn ta còn không sợ lại đi sợ một tên vắt mũi còn chưa sạch sao? phò mã thì thế nào chỉ cần hoàng thượng còn dùng thuốc thì vẫn nằm trong tay chúng ta thôi mộ dung hoa đột nhiên nhớ lại trước đây từng thấy cao quý phi mang thuốc tới cho hoàng thượng quả là thâm độc dám dùng thuốc để khống chế thần trí hoàng thượng đúng là không sợ chết mộ dung hoa lặng lẽ nhìn theo bóng dáng phụ tử họ cao rời khỏi căn phòng hắn nhìn quanh xem xét một lượt rồi rút thêm ngói ra từ trên mái nhà nhẹ nhàng nhảy xuống dưới hắn đi lại bên tượng kỳ lân xoay nhẹ hai vòng bàn gỗ từ từ được mở ra mộ dung hoa cảnh giác ánh mắt không rời mật đạo phía dưới, hắn men theo cầu thang đi qua một đường hầm tối đen, nhưng càng tiến vào sâu bên trong ánh sáng càng nhiều tự như đèn đút chỉ được dùng để chiếu sáng cho nơi này. Tầng hầm khá rộng rãi lại không để quá nhiều đồ, chính giữa là một lò luyện đang còn bốc khói nghi ngút, nhiệt độ trong phòng cùng với mùi dược liệu tỏa ra từ lò luyện khiến mộ dung hoa khó chịu nhíu chặt mày. Hắn lục lọi tìm kiếm mọi ngóc ngách trong phòng cuối cùng tìm ra một hộp gỗ nhỏ được đặt ngay trên tường hình dáng lẫn màu sắc giống y như một viên gạch thật nếu không cẩn thận quan sát sẽ không thể phát hiện ra bên trong là hai lò nhỏ màu đen hắn mở ra đưa lên mũi ngửi lại không hề có mùi gì để không bị nghi ngờ hắn chỉ lấy mỗi lò một viên bỏ vào khăn tay gói lại cẩn thận trước khi rời khỏi mộ dung hoa suy tính rồi lấy ra từ trong người một gói bột màu trắng đổ vào thuốc trong lò luyện đan mộ dung hoa ánh mắt thâm trầm nhìn thứ bột màu trắng dần hòa tan khẽ nhếch khóe miệng những việc ngươi từng làm với mộ dung gia ta sẽ cho ngươi nếm thử từng cái một mộ dung hoa đến rồi đi như một cơn gió không ai biết cũng chẳng ai hay trở lại phủ tướng quân mộ dung hoa thoáng sững sờ khi thấy thuần hy còn ở sảnh đường nàng gục đầu xuống bàn ngủ thiếp đi dưới sàn là cuốn binh thư đọc chưa xong hắn đi lại nhặt cuốn sách để lên bàn vỗ nhẹ vào vai gọi nàng dậy thuần hy trở về phòng ngủ đi nàng mơ màng mở mắt ngồi thẳng người dậy chàng về khi nào vậy xin lỗi ta đọc sách mà ngủ quên mất, để ta bảo nô tài chuẩn bị đồ ăn cho chàng. Không cần, nàng trở về phòng đi ta vẫn còn chuyện cần giải quyết. Đúng lúc này Trần Quản gia đi vào bẩm báo, tướng quân thượng quan công tử đang đợi người ở thư phòng. Mộ dung hoa gật đầu phất tay bảo ông lui ra, thuần hy khi vừa nghe đến cái tên này lại thấy căng thẳng, nàng vương tay giữ lấy cánh tay của mộ dung hoa hỏi, chàng gọi thượng quan dư tới giờ này làm gì vậy? Đã khuya rồi có gì để ngày mai không được sao? hắn liếc nhìn bàn tay đang bám chặt cánh tay mình liền nhíu mày gỡ ra chuyện của ta ta sẽ tự biết sắp xếp nói xong hắn liền bỏ đi để lại thuần hy vẫn còn hụt hẫng nhìn bàn tay trống rỗng của mình thượng quan dư thấp thỏm ngồi đợi trong thư phòng không hiểu đêm hôm tướng quân cho gọi tới là vì chuyện gì khi nhìn thấy mộ dung hoa bước vào đã vội đứng lên cúi đầu với hắn tướng quân cho gọi thuộc hạ ừ ngồi đi hắn đưa mắt ra hiệu cho thượng quan dư ngồi xuống từ trong người lấy ra chiếc khăn được gấp lại gọn gàng để trước mặt thượng quan dư tiểu dư nhìn chiếc khăn rồi mở ra đây là ngươi tìm một đại phu có tiếng một chút điều tra hai viên dược này được chế ra từ những loại dược liệu nào cả công dụng lẫn tác hại đều phải tra cho kỹ ta muốn có kết quả càng sớm càng tốt tướng quân người lấy cái này ở đâu vậy cao bình điều chế đang dược cho hoàng thượng ở ngay trong phủ của ông ta thượng quan dư cả kinh trong phủ của ông ta chẳng phải trước đây cao bình nói là đang dược được điều chế trong núi sao còn dám qua mặt bệ hạ nữa đúng là quá ngông cuồng rồi mộ dung hoa đứng dậy đi về phía cửa sổ nhìn xa xăm hừ cao bình mưu mô xảo quyệt dựa vào đang dược khống chế hoàng thượng ta lại muốn xem nếu hoàng thượng vì dùng đang dược của ông ta mà xảy ra chuyện thì sẽ thế nào đây thượng quan dư nhìn sườn mặt anh tuấn đầy sát khí của mộ dung hoa cũng thấy sợ hãi không dám ở lại lâu liền cáo từ lui ra Thượng Quan Dư có cảm giác ngày tàn của cao gia chắc không còn lâu nữa. Lúc này đã là canh ba hai khắc, mộ dung hoa vẫn còn chưa ngủ, hắn không người tưới nước cho mấy khóm đàm hoa trong vườn. Bóng hình hắn hòa lẫn trong màn đêm càng thêm lạnh lẽo và cô độc. Thế nhưng nam nhân ấy bây giờ lại dịu dàng mỉm cười khẽ thì thầm như muốn cùng người phương xa kia trò chuyện: "Ta trồng rất nhiều đàm hoa sau này chúng ta sẽ cùng nhau nhìn nó nở có được không?" một câu hỏi như một lời hứa hẹn nhưng khi nào có thể cùng nhau nhìn đàm hoa nở thì không ai biết trước được thượng quan dư làm việc rất có năng suất chỉ hơn một ngày đã tra ra những dược liệu điều chế ra đang dược tất cả đều là dược liệu bồi bổ thân thể chỉ có một loại dược rất lạ vẫn chưa được tra rõ ràng hắn đoán đây có thể là nguyên nhân khiến cho hoàng thượng không thể ngưng dùng thuốc trong thư phòng sắc mặt thượng quan dư ngưng trọng chờ đợi lệnh từ tướng quân thế nhưng người kia vẫn nhàn nhã ngồi luyện thư pháp thượng quan dư nóng lòng không đợi được bèn lên tiếng tướng quân có nên bẩm báo lại chuyện này với bệ hạ không cứ để kéo dài như vậy chỉ sợ mộ dung hoa im lặng biểu hiện không có gì nóng vội hay lo lắng hắn không muốn làm một hiền quan càng không muốn vì ai mà bán mạng hắn chỉ muốn trả thù bất kể người nào có thể lợi dụng hắn tuyệt đối không bỏ qua còn việc an khánh đế sống hay chết hắn không quan tâm hoàn thành xong nét cuối cùng của bài thơ cổ mộ dung hoa gác bút nhìn lại một lượt đúng lúc này từ cửa thư phòng vang lên tiếng gõ cùng với lời bẩm báo tướng quân thuộc hạ là thẩm tri minh vào đi thẩm tri minh một thân y phục đen vội bước vào hơi bất ngờ vì thấy có cả thượng quan dư ở đây nhưng rất nhanh liền thu lại biểu hiện vừa rồi nói ngay cao quý phi đã đích thân tới lấy đan dược ừ mộ dung hoa hờ hững đáp lời như đã sớm đoán ra hai người nói xem bài thơ này treo trong phòng của phu nhân có được không hắn vừa nói vừa nhiệt tình giơ bài thơ lên đối diện với hai thuộc hạ ở dưới thượng quan dư thẩm tri minh hai người ngơ ngác nhìn nhau vẫn chưa đuổi kịp hướng đi của mộ dung hoa có chút xấu hổ không biết nên trả lời thế nào trận chiến bắt đầu rồi ta sợ thời gian tới sẽ bận rộn không còn thời gian trang trí tư phòng cho tiểu thất giờ vẫn nên tranh thủ làm cho xong vậy mộ dung hoa xếp lại số sổ sách cũ lại nói tiếp hoàng thượng sẽ sớm biết đang dược có vấn đề đến lúc đó từ chuyện lò luyện đan chuyện mua bán quan chức đến chuyện tham ô quân lương ta muốn tất cả đều phải được dân tấu lên cao gia tất cả đều phải chết chấm dứt mọi chuyện Thượng Quan Dư và Thẩm Tri Minh e ngại nhìn nhau rồi đồng thời cúi đầu, thuộc hạ đã rõ. Tướng quân đã vung đao quyết nhuốm máu toàn bộ cao gia rồi. Thẩm Tri Minh đi ra khỏi thư phòng nhìn lại bộ y phục đen xì trên người liền biểu môi đầy ghét bỏ, y vỗ vai Thượng Quan Dư nói: "Dư ca, đợi đợi đi thay y phục chúng ta tìm chỗ nào đó thư giãn một chút, giờ này rồi đợi còn muốn đi đâu?" Thẩm Tri Minh nhướng mày cười nửa miệng đầy bí hiểm: "Đi rồi huynh sẽ biết." Thẩm Tri Minh thay một bộ y phục lụa màu đỏ nhạt, hoa văn theo chỉ đen nổi bật tay cầm quạt cùng với khuôn mặt trắng trẻo thanh tú kiến y trong vừa nho nhã vừa dụ hoặc làm người khác không thể rời tầm mắt hai người đứng trước một thanh lâu lớn tấp nập người qua kẻ lại thế nhưng khi thẩm tri minh vừa xuất hiện liền thấy một nữ nhân trung niên trang điểm kỹ lưỡng niềm nở ra chào đón ai gia thẩm công tử ngài đến rồi mời vào mời vào nô gia đã sắp xếp phòng cho công tử rồi đảm bảo ngài sẽ hài lòng bà ta vừa nói vừa đánh mắt liếc nhìn qua nam nhân từ trên xuống dưới đầy mùi tiền bên cạnh thẩm tri minh thượng quan dư không biết mình đang bị người khác ghim trong tầm mắt khó chịu đến mặt mày nhăn nhó nhìn thẩm tri minh để nói đi thư giãn là tới mấy chốn này đây hả thẩm tri minh tặc lưỡi không kiên nhẫn trong huynh kìa xem có giống một tiểu cô nương không chỉ là uống chút rượu vui đùa một chút thôi mà đi thẩm tri minh đi mấy bước quay lại vẫn thấy thượng quan dư đứng yên tại chỗ liền trực tiếp kéo hắn vào trong bên trong thanh lâu không khí càng hỗn loạn mùi rượu mùi phấn son cùng tiếng ồn ào huyên náo khiến sự kiên nhẫn của thượng quan dư càng giảm sút nhưng vẫn cố nhịn đi cùng thẩm tri minh tú bà đưa hai người họ lên lầu hai vào một căn phòng ở cuối dãy trong phòng rộng rãi phản phất mùi thơm dược liệu mới khiến thượng quan dư thoải mái đôi chút trên bàn có đồ ăn còn có rượu huynh cứ tự nhiên dùng thẩm tri minh cầm một bình rượu ngồi lên bệ cửa sổ rót vào trong miệng hờ hững nói thượng quan dư cũng tự rót cho mình một ly uống cạn để bắt đầu lui tới nơi này từ khi nào? Mấy chốn ăn chơi vô bổ như vậy sau này ít tới thôi. Sao lại là ăn chơi vô bổ? ở đây có rượu ngon còn mỹ nhân, cái này gọi là biết hưởng thụ. Thẩm Tri Minh bật người từ cửa sổ nhảy xuống đất nói tiếp, để ta gọi thanh uyển tới cho huynh thưởng thức một chút tài nghệ của mùi ấy. Thượng Quan Dư còn chưa kịp phản ứng đã không thấy bóng dáng Thẩm Tri Minh đâu nữa. Không lâu sau một cô nương xinh đẹp trang điểm nhẹ nhàng gõ cửa tiến vào. Cô nương mỉm cười cúi chào người bên trong rồi tự nhiên đi lại chỗ hắn rót ra một ly rượu. Thượng quan dư nhìn nữ nhân tùy tiện lại mặc y phục màu sắc rực rỡ liền không thuận mắt. Khi cô nương cầm ly rượu toan mở miệng mời hắn một ly lại bị thượng quan dư lạnh lùng vung tay làm ly rượu rơi xuống vỡ nát. Tránh ra đừng có tùy tiện chạm vào ta. Thanh Nguyễn bị nam nhân làm cho giật mình vội vàng lùi về phía sau cúi đầu lên tiếng. Xin lỗi công tử, là, thượng quan dư, huynh đừng có mà quá đáng tiếng thẩm tri minh từ bên ngoài hét lớn cắt ngang lời nói của thanh uyển thẩm tri minh tay cầm một cây đàn tranh vừa trở vào đã thấy thượng quan dư mặt mày khó chịu còn thanh uyển lại quỷ khuất cúi đầu liền hiểu chuyện gì mới vừa xảy ra người ta dù sao cũng là nữ nhi huynh không thể nói chuyện khách khí một chút à thượng quan dư cũng bực bội không giữ nổi bình tĩnh quay qua thẩm tri minh lớn tiếng để tự xem lại chính mình đi giờ còn biết tới thanh lâu tìm nữ nhân nữa có phải vương lâm chết rồi nên đệ mới buông thả ăn chơi như vậy không đệ như vậy không thấy có lỗi với hắn sao thẩm tri minh nghe xong liền tức giận đạp mạnh vào cạnh bạn làm mấy để thức ăn trực tiếp rơi xuống đất huynh câm miệng lại ai chết chứ hả ai cho huynh ăn nói lung tung thấy thẩm tri minh định xông lên thanh uyển vội chạy lại giữ chặt cánh tay y giọng nói như bị nghẹn lại thẩm công tử bằng hữu của huynh vừa nhắc tới vương lâm là vương lâm mà tiểu nữ biết sao huynh ấy thẩm tri minh nhìn thanh uyển ánh mắt dần nhòe đi không đành lòng nhìn thẳng thanh uyển ta ta thanh uyển nhìn qua thượng quan dư vẫn còn hồ đồ đứng bên cạnh công tử vương lâm thật sự chết rồi sao thượng quan dư thấy tình hình không bình thường đưa mắt nhìn qua thẩm tri minh phát hiện người kia không nhìn hắn chỉ lặng lẽ cúi đầu phải hắn đã vì bá tánh nam triều anh dũng hy sinh trên chiến trường ồ thanh uyển gật đầu đi lại lấy cây đàn trên tay thẩm tri minh ngồi xuống bàn bắt đầu gãy đàn cũng không biểu hiện ra điều gì kỳ lạ thẩm tri minh miếng chặt môi đưa tay đè lại dây đàn xin lỗi vì đã giấu mùi là lỗi của ta, hắn vì ta mới chết, xin lỗi Thanh Nguyễn. Thanh Nguyễn giấu hai bàn tay nhỏ bé đang rung lên của mình vào vạt áo ngước mắt nhìn nam nhân mang vẻ mặt tội lỗi đầy đau thương kia. Cô rời tầm mắt nhìn xa xăm thanh âm đều đều vang cả căn phòng, ca ca từ nhỏ đã muốn tổng quân giết giặc, đó là khao khát cả đời của huynh ấy, sau, khi bị bị thổ phỉ bắt đi mọi người đều cho rằng ca ca đã chết vì rất lâu không có tin tức gì của huynh ấy cho đến khi tiểu nữ nhìn thấy thanh đao của ca ca trong tay thẩm công tử thời gian trước mới biết thì ra ca ca chưa chết còn làm tướng quân đi đánh giặc thật vẻ vang biết bao nhiêu nói tới đây cổ họng cô như bị chặn lại nước mắt tuôn ra như mưa bảy năm rồi tiểu nữ bị bọn chúng bán vào đây bảy năm cũng đã chia cắt ca ca bảy năm nhưng tại sao ca ca không đi tìm thanh uyển muội đợi ca ca quay về mà ca ca lại bỏ mặt muội ca ca thật sự không cần thanh uyển nữa rồi hu hu thẩm tri minh ông thanh uyển vào trong ngực đợi cô bình tĩnh lại một chút mới lên tiếng lão vương luôn muốn tìm mùi chỉ là vẫn chưa tìm được là hắn nói với ta phải tìm được mùi mùi chăm sóc thật tốt cho mùi mùi huynh ấy là một tên đần độn đáng ghét thanh uyển rời khỏi vòng tay của thẩm tri minh chùi nước mắt trên mặt đa tạ thẩm công tử trả lại đại đao của ca ca cho tiểu nữ cũng đa tạ công tử thời gian qua đã chiếu cố nhưng ngài không cần phải làm vậy nữa Tiểu nữ không biết công tử cùng ca ca là quan hệ gì nhưng tiểu nữ không muốn cùng với công tử có bất kỳ dính líu nào nữa. Thanh Nguyễn, Vương Lâm là người rất quan trọng đối với ta. Ta sẽ thay hắn chiếu cố mùi giống như mùi mùi ruột. Còn về cái chết của Vương Lâm, mùi yên tâm ta sẽ giúp mùi báo thù. Thanh Nguyễn không trả lời, cô tự có suy tính trong lòng. Thượng quan Dư vẫn luôn im lặng lắng nghe, hắn mô hồ hiểu được trốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra liền hổ thẹn lên tiếng. Thanh Nguyễn cô nương, tại hạ vừa rồi đã hành xử không phải thật sự rất xin lỗi, công tử khách khí rồi, tiểu nữ thân phận thấp kém nào dám nhận lời xin lỗi này, không khí trong phòng bỗng chốc trở nên vô cùng gượng gạo, cũng không còn tâm trạng uống rượu nữa. Ba người trò chuyện một lát thì Thẩm Tri Minh cùng Thượng quan Dư Cáo từ rời đi, Thanh Nguyễn tìm đến Tú bà bí mật nhỏ giọng nói với bà ta, mà mà giúp con điều tra một người. Tú bà không rõ chuyện gì, nhìn sắc mặt nghiêm trọng của Thanh Nguyễn thì gật đầu với cô, con muốn điều tra người nào? thái tử bắc triều tú bà thoáng sửng sốt nhìn chằm chằm thanh uyển cũng không hỏi cô lý do mà liền đồng ý trong cung rất nhanh đã bí mật đưa tin hoàng thượng sức khỏe không tốt nửa đêm thuần hy cùng mộ dung hoa phải gấp gáp vào cung không khí trong cảnh minh cung bây giờ vô cùng căng thẳng an khánh đế hôn mê nằm trên giường hoàng hậu ở bên cạnh cũng lo lắng không yên bốn thái y đang quỳ dưới sàn không dám ngẩng đầu lên còn một vị vẫn đang bắt mạch sắc mặt vô cùng khó coi hoàng hậu vừa nhìn thấy thuần hy đã vội đi tới tâm tình cũng thả lỏng hơn thuần hy bệ hạ đã hôn mê một ngày rồi phải làm sao đây hoàng huynh sẽ không sao đâu tẩu đừng lo mộ dung hoa nhìn an khánh đế sắc mặt tái nhợt cũng không hỏi thái y xem tình hình thế nào mà chỉ im lặng đứng cạnh thuần hy khi thái y bắt mạch xong thuần hy lên tiếng hỏi ngay tình hình thế nào rồi bẩm công chúa bệ hạ bước đầu được chẩn đoán là trúng độc trúng độc hoàng huynh bị trúng độc sao thuần hy có chút khó tin nhíu mày suy nghĩ một lát nàng lại nói tiếp vậy có tra được là trúng loại độc nào không? Thái y căng thẳng sắc mặt cũng tái đi ấp úng trả lời, dạ bẩm vẫn chưa tra ra, loại độc này không nặng nó chỉ khiến người dùng rơi vào trạng thái hôn mê sâu chứ không chết người. Hoàng hậu nôn nóng lớn tiếng, các ngươi còn đứng hết đây làm gì, không nhanh giải độc cho bệ hạ đi. Các thái y đưa mắt nhìn nhau rồi cúi đầu, dạ, chúng thần xin cáo lui. Hoàng hậu cho đám nô tài lui ra hết, trong phòng ngoài hoàng thượng đang nằm chỉ có hoàng hậu, mộ dung hoa, thuần hy cùng vương công công. Hoàng hậu lên tiếng hỏi Thuần Hy, chuyện bệ hạ bị trúng độc chúng ta cứ giao cho hình bộ điều tra được không? Thuần Hy không do dự mà phản bác lại, không được, chuyện này trước mắt không được truyền ra ngoài, kẻ nào hạ độc còn chưa rõ vẫn nên bí mật điều tra thì hơn. Nàng quay qua vương công công, ngươi ngày mai tìm lý do hủy thượng triều đi, không được để ai nghi ngờ, dạ nô tài đã rõ. Mộ dung hoa thầm tán dương Thuần Hy, gặp chuyện không mất bình tĩnh giải quyết mọi chuyện không khéo thông minh nếu thuần hy là nam tử quả thực so với an khánh đế xứng đáng ngồi trên ngai vàng hơn tướng quân chàng nghĩ nên bắt đầu điều tra theo hướng nào thuần hy ánh mắt đầy thăm dò nhìn mộ dung hoa hắn mặt không đổi sắc lời nói chậm rãi lại rất cường nghị không cho người nghe có cơ hội phản biện ngự thiện của bệ hạ đều được kiểm tra hẳn là không vấn đề không cần tốn thời gian điều tra ngự thiện phòng cái có vấn đề có thể là vật dụng bệ hạ dùng hoặc là những đồ không cần kiểm tra trước khi nó được đưa tới tay bệ hạ mọi người đều gật đầu tán thành. Vương Công Công suy nghĩ rồi đột nhiên lên tiếng, nghe Phò Mã nói nô tài thật sự nghĩ tới một thứ, nhưng mà, ông đắn đo không dám nói tiếp. Hoàng hậu sốt ruột câu mày, nhưng mà cái gì, ta cho phép ngươi cứ nói đi, bẩm nương nương, là đang dược mà bệ hạ vẫn dùng, chính cao quý phi đưa tới nên không có kiểm tra, nhưng trước đây chẳng phải vẫn bình thường sao, giờ lại có vấn đề không biết có phải là do đang dược không nữa, do hay không cứ điều tra chẳng phải rõ rồi sao thuần hy nheo mắt nhìn nam nhân bên cạnh mình hắn vẫn một mực lãnh đạm không biểu hiện gì người ngoài không biết chẳng lẽ chính nàng còn không hiểu hắn sao trên đường trở về phủ hai người ngồi cùng nhau trên xe ngựa thuần hy mới lên tiếng hỏi chuyện này không liên quan tới chàng đấy chứ mộ dung hoa nắm mắt lạnh nhạt trả lời nàng cảm thấy thế nào thuần hy miếng chặt môi hai tay cũng siết chặt mộ dung hoa ta không quản chuyện chàng muốn trả thù ai nhưng nếu liên lụy người vô tội ta tuyệt đối không để yên mộ dung hoa lúc này mới mở mắt hờ hững nhìn qua nàng công chúa nàng quên giờ mình đã là thê tử của ta rồi sao nàng không phải nên giúp ta một tay sớm giải quyết chuyện này à mộ dung hoa cảm nhận được ánh mắt đầy trách móc và tức giận của thuần hy lại thấy có lỗi còn có chút không đành lòng yên tâm ta tự có chừng mực người không liên quan sẽ không xảy ra chuyện thuần hy thở nhẹ một hơi mộ dung hoa là một người lòng dạ thâm sâu không ai biết hắn nghĩ gì và muốn làm gì nàng đang thấy rất sợ các thái y mấy ngày gần đây tinh thần vẫn luôn căng thẳng cực độ, người chế thuốc giải cho hoàng thượng, người điều tra đan dược của quốc sư, kết quả không ngoài dự đoán, trong đan dược có hai loại dược liệu nếu dùng chung sẽ gây ra tình trạng hôn mê như hoàng thượng bây giờ. Một loại được gọi là kỳ nham loại còn lại được người xưa gọi là giới tử. Điều khiến các thái y trong thái y viện kinh ngạc hơn nữa chính là loại cây gọi là giới tử này dùng thời gian dài sẽ khiến người dùng bị nghiện, bị lệ thuộc vào nó. Kết quả điều tra đã rõ ràng bằng chứng xác thực, vào một ngày trời âm u một tuần sau đó thẩm tri minh được lệnh dẫn cấm vệ quân bao vây phủ quốc sư bắt người trong phủ cũng tìm thấy tầng hầm bí mật dùng để điều chế đang dược cao bình vẫn còn đang mơ hồ chưa rõ chuyện gì một hai đòi gặp hoàng thượng cho bằng được nói rằng mình bị oan trong nhà lao của hình bộ cao bình vẫn rất cứng đầu không chịu nhận tội mộ dung hoa nửa đêm canh ba một mình tìm tới nhà lao hắn nhàn nhã ngồi trên ghế đối diện với cao bình lúc này đã máu me đầy người bị cột chặt trên giá treo hình chữ thập Mộ Dung Hoa nói với binh sĩ gác ngục, tạt nước cho hắn tỉnh lại. Một số nước lạnh trực tiếp xối lên mặt Cao Bình khiến ông ta khó khăn mở mắt ra. Nhìn thấy mộ dung hoa ở trước mặt vậy mà không hề ngạc nhiên ngược lại còn tỏ vẻ rất thích thú, giỏi lắm, không hổ là nhi tử của mộ dung anh, tao đáng ra lúc đó nên diệt tận gốc mới phải, chính là mày bày ra tất cả trò này đúng không? Mộ dung hoa xoa cầm nhếch khóe miệng, cao quốc sư Việt ông làm sao giờ lại đổ hết lên đầu ta rồi? ông bí mật điều chế đang dược khống chế hoàng thượng khiến người bị trúng độc hôn mê ông nhận tiền hối lộ nuôi binh trong phủ nhi tử ông mua quan bán chức tăng thuế ruộng đất của bá tánh còn có hai mươi ba năm trước ông làm giả con dấu tham ô quân lương vu khống trung thần tội chứng rành rành hôm nay ông không nhận ta cũng bắt ông phải nhận cao bình nghe xong liền hét lên Người nói láo ta không có hạ độc bệ hạ đang dược chính là thần dược giúp bệ hạ sống thọ trăm tuổi ha 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 thần dược Cao Bình ông vẫn còn chưa biết. Chiếu chỉ trị tội ông đã được soạn sẵn chỉ chờ bệ hạ tỉnh lại đóng ngọc tỷ lên nữa thôi, ngươi, không thể nào. Ta muốn gặp bệ hạ, ta muốn gặp quý phi nương nương, đúng rồi, quý phi đang mang lòng thai sẽ sinh ra một hoàng tử sau này sẽ kế vị ngai vàng, các ngươi không được quyền đối xử với ngoại công của hoàng tử như vậy, ta không cho phép. Mộ dung hoa lười cùng lão già điên này đôi có bèn đưa mắt ra hiệu cho thuộc hạ thuộc hạ đứng cạnh hắn gật đầu rồi lấy trong người một tờ giấy đầy chữ viết tên thuộc hạ đi lại chỗ cao bình gỡ ngón tay cái đang nắm chặt của ông ta ấn lên hộp dấu đỏ rồi ấn lên tờ giấy kia cao bình nghiến răng nghiến lợi chửi rủa mộ dung hoa tên khốn ngươi dám bức cung làm giả lời khai ngươi cả nhà ngươi sẽ không được chết tử tế mộ dung hoa hài lòng gấp lại tờ khẩu cung rút thanh thủy thủ sáng loáng bên hông ra từ từ tiến lại phía cao bình hắn nhắm ngay tim nhưng lại đâm chết lên trên hai phân đảm bảo cao bình không mất mạng giọng nói lạnh lẽo đến căm phẫn, thật đáng tiếc, trước khi ông nhìn thấy ta chết thì ta sẽ khiến ông chết không được tử tế. Sau hơn một tuần vừa uống thuốc vừa chăm cứu An Khánh Đế cũng dần tỉnh lại sau cơn hôn mê, An Khánh Đế sắc mặt tái nhật cơ thể yếu ớt vẫn còn đang mơ màng không rõ tại sao mình chỉ ngủ một giấc mà lại có cảm giác sức lực toàn thân như bị rút đi cạn kiệt. Thuần Hy vẫn luôn túc trực bên cạnh khi thấy Hoàng thượng tỉnh lại thì mới an tâm nói lại toàn bộ những chuyện xảy ra gần đây cho Hoàng thượng. An Khánh Đế trầm tư rồi yếu ớt nói với Thuần Hy và Mộ Dung Hoa, thời gian này vất vả cho hai người rồi, giờ trẫm đã tỉnh nhưng chuyện phê duyệt tấu thư e là vẫn chưa thể giải quyết. Thuần Hy, làm phiền mùi thêm một chút thời gian nữa vậy, Hoàng Huynh mùi chỉ là phận nữ nhi sao dám phê duyệt tấu sớ, mùi sẽ giúp Huynh xem xét tấu sớ quan trọng cần được xử lý trước còn những chuyện khác Hoàng Huynh vẫn là tự ra mặt giải quyết đi. An Khánh Đế thở dài, quỷ khuất nhìn mùi mùi, ta đang là bệnh nhân đấy Thuần Hy. Giờ bảo ta ngồi suy nghĩ giải quyết mớ tấu sớ kia khác nào bảo ta chết đi. Mùi nhẫn tâm như vậy thật sao? Hơn nữa chẳng phải còn có phò mã vẫn bên cạnh mùi hả? Hai người không hẹn mà đồng thời nhìn nhau, mộ dung hoa chấp tay cúi đầu với hoàng thượng, thần sẽ cố hết sức giúp đỡ cho hi nhi, bệ hạ cứ an tâm tĩnh dưỡng. An Khánh Đế nghe hắn gọi mùi mùi thân mật như vậy liền an tâm gật đầu còn thuần hy lại sững người mặc kệ cho hắn là vì lý do gì nhưng chỉ cần một chút thân mật đã khiến cho thuần hy thực tâm vui vẻ cao quý phi không biết nghe được từ đâu tin hoàng thượng đã tỉnh thì vội chạy đến vừa đúng lúc đụng phải thuần hy và mộ dung hoa rời khỏi cảnh minh cung cao ân ân từ xa nhìn thấy mộ dung hoa cũng không ngại bản thân đang mang thai mà xông tới chửi bới chính là ngươi hại phụ thân và ca ca của ta ngươi chỉ là con của một kẻ loạn đảng giờ trèo cao lên làm phò mã thì tưởng bản thân đã thành phượng hoàng à ta cho ngươi biết bệ hạ sẽ không bị các ngươi lừa gạt đâu. Cao ân ân còn định nói tiếp lại ăn phải một cái tác như trời giáng của thuần hy. Nàng đứng chắn trước mặt mộ dung hoa chỉ vào mặt Cao ân ân nói, Cao ân ân, cô còn đứng ở đây đều là nhờ vào long thai mà cô mang trong bụng. Giờ còn không biết bảo vệ cái kim bài miễn tử này đợi nó mất rồi mới chịu giữ đúng không? Cao ân ân lấy tay che đi bên má đã in hàng năm dấu ngón tay út ức đến bật khóc mộ dung hoa nhìn nữ nhân yếu đuối chỉ biết khóc lóc không có lấy nửa phần thương cảm mà chỉ toàn là chán ghét và thiếu kiên nhẫn. Hắn đứng đằng sau nhìn bóng dáng mảnh mai nhỏ bé lại kiên cường của thuần hy không tự chủ được mà đem ra so sánh. Đều là nữ nhi sao lại khác nhau đến như thế, thật đau đầu, nhìn thế nào vẫn thấy tiểu thất khiến hắn thoải mái hơn, y sẽ không náo loạn khiến người ta chê cười như vậy. Mộ dung hoa liếc mắt qua cao ân ân rồi dừng trên người thuần hy vọng nói âm trầm chậm rãi vang lên cũng chẳng rõ là nói cho ai nghe náo như vậy đã đủ chưa còn sợ chưa đủ mất mặt Ông ào như vậy không sợ ảnh hưởng bệ hạ nghỉ ngơi hay sao cao ân ân nghe hắn nói xong cũng im bặt không không khóc nữa đúng lúc này vương công công đi ra truyền cao quý phi vào cảnh minh cung bệ hạ đang đợi cao ân ân như được ân xá mà vội rời đi thuần hy đi bên cạnh mộ dung hoa lúc không có người mới lén hỏi hắn chàng có nghĩ hoàng huynh sẽ vì cao ân ân mà tha cho cao bình không huynh ấy rất sủng ái nàng ta tha muốn tha cho Cao Bình sao? Hoàng thượng có thể tha nhưng hắn sẽ không để ông ta sống. An Khánh Đế quá nhu nhược làm việc không dứt khoát lại quá cảm tính. Mộ Dung Hoa cũng chẳng hy vọng quá nhiều vào việc An Khánh Đế có thể thay hắn rửa hận. Thuần Hy cũng đã giúp hắn một tay chuyện còn lại hắn sẽ đích thân xử lý. Mộ Dung Hoa không trả lời nàng nhưng cái sự im lặng ấy đã nói cho Thuần Hy biết Cao Gia sớm muộn cũng sẽ bị nhuốm máu giống như Mộ Dung Gia và Trần Gia năm đó lệnh phán quyết về tội trạng của cao bình và cao cảnh điền đã được chiếu cáo thiên hạ hai phạm nhân đều lãnh án tử hình lập tức áp giải tới nhà lao sầm châu tới lập đông sẽ hành quyết còn về nữ nhi cao gia từ đầu đến cuối đều do phụ thân lừa gạt hoàn toàn không hề hay biết đến tội ác của cha và ca ca hiện tại lại đang mang long thai nên bị giam lỏng trong cung không được phép rời khỏi hoàng cung nửa bước mộ dung hoa ngồi trong sảnh đường phủ tướng quân sau khi xem xong cáo thị về lãnh án của cao gia thì cười lạnh thẩm tri minh nhìn nụ cười quỷ dị của hắn bất giác lùi về sau mấy bước giữ khoảng cách an toàn mới lên tiếng tướng quân giờ người định thế nào ý tứ của bệ hạ đã rõ ràng như vậy rồi phán như vậy có khác nào tha cho cao bình đâu mộ dung hoa uống một ngụm trà sau đó bóp chặt làm ly sứ vỡ nát quả nhiên không thể trông cậy vào an khánh đế một hoàng đế bất tài như vậy bảo hắn làm một trung thần thật sự là làm khó hắn rồi ta sẽ tự giải quyết chuyện này ngươi không cần quan tâm tới nữa nói xong liền cầm theo trường kiếm đi ra ngoài thẩm tri minh thấy tâm tình tướng quân không ổn liền bí mật đi theo sau đoàn người áp giải cao bình và cao cảnh điền lặng lẽ khởi hành đến sầm châu ngay trong đêm hôm đó mang tiếng là áp giải phạm nhân nhưng lại được đi bằng xe ngựa rộng rãi thoạt nhìn trông giống như đưa người đi thưởng ngoạn thì đúng hơn binh lính áp giải khoảng hơn 50 người đều là tinh nhuệ của cấm vệ quân an khánh đế hao tâm khổ tứ bảo vệ người đã hại mình chỉ vì một nữ nhân thật khiến người khác phải xem thường sớm đoán được ý của hoàng thượng nên mộ dung hoa mặt trên người một thân hắc y còn bịt mặt đã đợi sẵn ở bìa rừng cho tới khi đoàn người đã vào sâu trong rừng thấy trời đã khuya nên dừng chân nghỉ ngơi ở đây một đêm cao cảnh điền ngồi trong xe ngựa vừa ăn trái cây vừa uống rượu nhàn nhã nói với cao bình bệ hạ đúng là rất sủng ái ân ân nhà chúng ta con bé chỉ khóc lóc kể khổ một chút là bệ hạ đã mềm lòng rồi mộ dung hoa kia mà biết kế hoạch của hắn bị chúng ta phá nát thế này chắc là tức chết hắc 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 hư một tên nhãi ranh mà dám đấu với ta sao? Đợi một thời gian nữa ổn định lại ta sẽ trả món nợ này cho hắn, cha, vậy chúng ta phải ở sầm châu bao lâu, cứ tới đó trước rồi tính, giờ nghỉ ngơi chút đi mấy ngày nay không được ngủ ngon rồi, hai người còn chưa kịp đưa mình vào giấc ngủ thì đã nghe thấy tiếng động chém giết bên ngoài, hai cha con giật mình nhìn nhau, chuyện gì vậy, con nghe có người đánh nhau, giữa khung cảnh tĩnh mịch của núi rừng âm thanh trường kiếm chạm vào nhau quá đổi vang vọng và rùng rợn. Một hắc y nhân đối đầu với hơn 50 cấm vệ binh lại không có lấy một chút yếu thế, hắn vung kiếm, sải chân, xoay người đều rất nhanh nhẹn, hắn vừa công vừa thủ ra chiêu dứt khoát và mạnh mẽ. Không lâu sau nữa số binh đã gục dưới lưỡi kiếm của hắc y nhân, Cao Bình ngồi trong xe ngựa nhìn ra cảnh hỗn chiến bên ngoài, trong lòng dân lên một nỗi bất an và lo sợ. Ông ta chống đỡ cơn đau đang truyền ra từ toàn thân nói với nhi tử, không ổn rồi mau rời khỏi đây ông ta kéo tay nhi tử mở cửa phía sau của xe ngựa bước ra hai phụ tử dìu nhau vội và bỏ trốn cao cảnh điền vì bước hụt chân liền ngã nhào ra đất trích lên một tiếng bị cao bình bịt chặt miệng ngậm miệng muốn chết hả mộ dung hoa nghe tiếng động phía xe ngựa liền giơ chân đạp ngã một cấm vệ binh lấy đà bay lên mái xe ngựa nhìn xuống hai người đang sợ hãi ngồi dưới đất ánh mắt hắn sắc bén ghim chặt con mồi trong tầm nhìn tay giữ chặt trường kiếm chỉ mũi nhọn về phía hai phụ tử cao gia cao bình nhìn chằm chằm hắc y nhân cả người đầy sát khí hướng kiếm về phía mình liền trợn tròn mắt hét lên người người đâu mộ dung hoa hắn là mộ dung hoa hắn muốn giết ta mộ dung hoa lao tới như cơn gió mũi kiếm vẫn nhắm vào cao bình khi lưỡi kiếm gần như chạm vào cổ cao bình lại bị một thanh kiếm khác đánh bật ra một người trong số cấm vệ binh đứng chắn trước mặt phụ tử cao gia nhìn về phía mộ dung hoa lên tiếng tướng quân xin hãy dừng tay thuộc hạ nhận mệnh áp giải cao quốc sư tới sầm châu người đây là cố ý làm khó thuộc hạ sao mộ dung hoa không nói ánh mắt vẫn cứ gắt gao nằm trên người cao bình không thấy mộ dung hoa nói gì người kia lại tiếp tục tướng quân thu kiếm lại thuộc hạ sẽ xem như chưa phát sinh chuyện gì sẽ không bẩm báo lại với bệ hạ mộ dung hoa lúc này mới rời đi ánh mắt cười lạnh nhìn binh sĩ kia ngươi nghĩ mình còn cơ hội gặp lại bệ hạ tướng quân quả thật võ công cao cường nhưng một người so với nhiều người tướng quân có chắc rằng mình sẽ thắng vậy ngươi cứ thử xem hai bên lại lần nữa lao vào nhau bắt đầu một trận chiến sống còn cao bình thấy mộ dung hoa không quá tập trung trên người mình mới kéo nhi tử lén lút bỏ đi nhưng là chưa đi được bao xa đã khựng lại bước chân vì phía đối diện phụ tử cao gia là một hắc y nhân thân hình mảnh khảnh đang ung dung xoay tròn cây quạt trên tay cao bình sợ hãi lùi lại mấy bước lắp bắp hỏi ngươi là ai ngươi muốn làm gì người kia không lên tiếng hướng cây quạt về phía trước từ từ tiến lên Phụ tử cao gia sợ hãi co ro như hai con chuột vừa bị dìm xuống nước mà lùi về sau, lại quay đầu mà chạy đi. Người kia không vội vã mà chậm rãi bước theo sau tới nơi đang xảy ra hỗn chiến giữa mộ Dung Hoa và cấm vệ quân. Hắc Y nhân tới vừa kịp lúc xử lý một tên cấm vệ binh muốn đánh lén phía sau mộ Dung Hoa. Y chạy tới nhìn mấy vết thương trên tay trên người mộ Dung Hoa thì lo lắng: "Tướng quân người bị thương rồi." Mộ Dung Hoa nhìn người kia thoáng ngỡ ngàng rồi sau đó lại nhíu mày: "Tiểu Thẩm, ngươi cao bình chạy về hướng tây rồi tướng quân đi giải quyết chuyện của người đi còn chỗ này giao lại cho thuộc hạ thẩm tri minh liếc mắt đánh giá số cấm vệ quân ít ỏi còn lại tự tin chính mình có thể xử lý được mộ dung hoa gật đầu vỗ nhẹ lên vai thẩm tri minh rồi nhắm hướng tây chạy đi rừng núi bây giờ âm u tĩnh mịch trên trời cũng đã nổi sấm chớp dự báo sẽ có một trận mưa lớn sắp đổ xuống phụ tử cao bình vì thương thế trên người nên đi chưa được bao xa đã bị mộ dung hoa dùng khinh công nhanh chóng tóm cổ Cao Bình dùng chút sức và che chắn trước người nhi tử, không sợ chết mà chỉ chiếc mộ dung hoa, ngươi dám động tới ta bệ hạ sẽ không tha cho ngươi. Mộ dung hoa dương ánh mắt chế giễu nhìn Cao Bình, ha ha ha, Cao Bình ngươi sao lại ngây thơ đến như vậy, ngươi quên mất giờ ta là phò mã rồi, công chúa sẽ không để bệ hạ đụng vào ta, ngươi khốn kiếp. Mộ dung anh chết sớm không dạy được ngươi chẳng nhẽ trần thị kia cũng không biết dạy ngươi như thế nào gọi là vô liêm sĩ hả, ngươi dựa vào nữ nhân mà còn ở đây ra oai cái gì ta khinh lời nói còn chưa dứt cao bình đã phải nhận một kiếm đầy tức giận của mộ dung hoa hắn căm phẫn gặn từng chữ ngươi lấy tư cách gì nhắc đến cha nương ta ông ta ông người nằm xuống đất cả người không ngừng run lên vì đau đớn cao cảnh điền hoảng sợ quỳ lết tới bên người cao bình kêu lên cha cha người sao rồi đừng làm con sợ cao bình đẩy mạnh nhi tử ra theo thao mau chạy rồi bổ nhào mộ dung hoa giữ chặt lấy hai chân hắn miệng vẫn không ngừng kêu lên mau chạy đi mau chạy với sức lực sắp cạn kiệt của Cao Bình hoàn toàn không có khả năng giữ chân Mộ Dung Hoa, hắn chỉ hơi dùng sức đã có thể đạp Cao Bình nằm trên mặt đất. Mắt thấy Cao Cảnh Điền đã chạy đi Mộ Dung Hoa liền rút thanh chủy thủ bên hông phóng về phía gã. Thanh chủy thủ từ đằng sau đâm thẳng vào ngực trái của Cao Cảnh Điền khiến gã khựng lại rồi ngã phịch xuống dưới đất. Cao Bình thấy Nhi tử ngã xuống thì như phát điên lao vào Mộ Dung Hoa, nhưng còn chưa động vào người hắn đã bị một kiếm vào tay lại thêm một kiếm nữa vào chân. Mộ Dung Hoa cầm thanh kiếm dính đầy máu tươi, chân dẫm lên ngực Cao Bình hỏi: "Ông vì sao năm xưa lại đối xử với gia gia như vậy?" Mộ Dung gia từ trên xuống dưới ai cũng đối với ông như người nhà vậy mà ông lại nhẫn tâm nhuốm máu người xem ông như nhi tử. Ông xuống dưới đền tội cầu xin sự tha thứ của gia gia đi. Lời dứt thanh kiếm cũng một đường cắt qua cổ Cao Bình kết thúc cuộc đời đầy mưu mô toan tính của ông ta. Mộ Dung Hoa rút thanh chủy thủ trên người Cao Cảnh Điền hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt đầy giông tố khuất sau những tán cây cổ thụ to lớn gia gia ngoại công ngoại mẫu cha con đã thay mọi người báo thù mọi người có thể yên tâm nhắm mắt rồi bóng dáng mộ dung hoa khuất dần mưa cũng bắt đầu rơi ngày một nặng hạt hơn mà ở nơi không ai thấy ngón tay của cao cảnh điền đột nhiên run nhẹ vì để che giấu vết thương không bị người khác nhìn ra nên mấy ngày sau mộ dung hoa chỉ ở trong phủ không vào cung an khánh đế thắc mắc hỏi thì thuần hy lại kiếm cớ giấu giếm A Hoa nói muốn trở về quê đón mẫu thân tới Kinh Đô để tiện chăm sóc nên giờ đang bận biểu chuẩn bị. An Khánh Đế ngẫm nghĩ rồi gật đầu, cũng đúng, nên đón người tới từ sớm mới phải. Vậy đi ta sẽ viết chiếu chỉ giải oan cho mộ dung đại nhân, như vậy mẫu tử mộ dung hoa chắc sẽ rất cảm kích mùi. Khụ, khụ, hoàng huynh, mùi, xin lỗi. Thuần Hy giúp An Khánh Đế uống thuốc để dịu bớt cơn ho, nhìn sắc mặt trắng bệch của hoàng thượng nàng lại thấy có lỗi nàng biết mộ dung hoa vì trả thù đã động tay động chân với đan dược của an khánh đế nhưng lại không thể nói ra nàng có lỗi với hoàng huynh người duy nhất chưa từng nói không với nàng nhà đầu ngốc xin lỗi cái gì có phải lỗi của mùi đâu thái y cũng nói rồi ta đã không có vấn đề gì chỉ thỉnh thoảng ho vậy thôi thuần hy mím môi lắc đầu lặng lẽ rơi nước mắt thuần hy trở về phủ tướng quân lại không thấy bóng dáng mộ dung hoa ở tiền viện nàng cũng không thấy lạ mà trực tiếp đi về phía hậu viện quả nhiên từ xa đã thấy bóng dáng cao lớn lãnh đạm đang cẩn thận tưới nước cho mấy đám cây cỏ kỳ lạ trong vườn thuần hy trong lòng dâng lên một cổ tức giận nàng vì nam nhân này hy sinh nhiều tới như vậy thậm chí bán đứng cả hoàng thượng còn người này lại không hề trân trọng sự hy sinh đó lúc nào cũng chỉ biết đến kẻ vô tích sự kia thuần hy thở ra một hơi cố gắng bình tĩnh đi lại phía mộ dung hoa nàng nói tướng công mộ dung hoa không được tự nhiên mà ngoái đầu lại nhìn nàng trở về rồi đã nói chuyện về Trấn Thanh Thủy cho bệ hạ chưa? Thuần Hy gật đầu khẽ ừm một tiếng rồi lại nói, Hoàng Huynh đã biết chuyện Cao Bình bị giết rồi. Mộ Dung Hoa không dừng tay cũng không nói gì dường như đã biết trước, lại nghe Thuần Hy nói tiếp, chàng không muốn biết Hoàng Huynh sẽ xử lý thế nào sao? Hắn nhàn nhạt đáp lại, bệ hạ có làm rõ chuyện này hay không còn phải xem nàng trong lòng bệ hạ có bao nhiêu quan trọng. Thuần Hy chăm chú nhìn vẻ mặt bình thản đến xa lạ của hắn lại bật cười, nàng thua rồi nàng không đấu lại được nam nhân quá đổi thâm sâu này chàng, lợi hại thật đấy, đến cả ta hay cả hoàng thượng cũng bị chàng xoay qua xoay lại trong lòng bàn tay rồi. Mộ dung hoa có phải ngay từ đầu đều là kế hoạch của chàng không, kể cả chuyện ban hôn? Mộ dung hoa để gáo múc nước vào trong chum đứng đối diện với thuần hy, vậy là giữa nàng và cao ân ân bệ hạ quyết định chọn nàng. Rất tốt không ngoài dự đoán. Thuần Hy tức giận vung tay định tác mộ dung hoa nhưng giữa chừng lại bị bàn tay to lớn của hắn giữ lại, mặt hắn đanh lại nghiêm túc nhìn nàng đừng đánh giá bản thân mình quá cao đúng là nhờ nàng chuyện cao bình giải quyết nhanh hơn cũng thuận lợi hơn nhưng điều nàng muốn ta cũng đã chấp nhận vậy nên giữa chúng ta không ai nợ ai so với việc giải quyết một cao bình giờ chuyện làm thế nào giải thích với tiểu thất còn khiến ta đau đầu hơn nàng tốt nhất nên biết điều một chút trong lòng chàng y quan trọng tới như vậy sao ta chấp nhận chuyện không sinh con nối giỏi cũng tuyệt đối không buông tay tiểu thất ha ha như vậy à nhưng mà tướng công từ khi chàng gật đầu chấp nhận thành thân cùng ta thì trong tim chàng tiểu thất đã không còn là duy nhất nữa rồi chẳng lẽ chàng vẫn không nhận ra sao nàng giật tay ra khỏi bàn tay đang siết chặt của mộ dung hoa xoay người rời đi để lại hắn với khuôn mặt nhăn nhó bực bội trước ngày khởi hành về thanh thủy mộ dung hoa lại bắt đầu diễn vai trò là một trung thần mà vào cung vấn an hoàng thượng an khánh đế sắc mặt vẫn nhợt nhạt nhưng đã có thể thượng triều phê duyệt tấu chương hoàng thượng nhìn nam nhân khí thế bức người trước mặt đột nhiên cảm thấy so với mình người này càng khiến người khác thấy sợ hãi hơn an khánh đế không hề nhắc tới chuyện của cao bình ngay cả chuyện phủ quốc sư trong một đêm bị thiêu rụi trong biển lửa cũng không nói tới một chữ phò mã trẫm hy vọng khanh có thể yêu thương bảo vệ cho thuần hy nha đầu này từ nhỏ đã được mọi người nuông chiều nên đôi lúc sẽ cứng đầu làm càng nhưng con bé đối với khanh là chân tâm khanh có thể đáp ứng trẫm bao dung cho nó không thần tuân chỉ an khánh đế thở dài gật đầu Ừm, Khanh lui đi, xuất lộ bình an, đa tạ bệ hạ, thần xin phép cáo lui. An Khánh đế phất tay cho hắn lui, vương công công thấy mộ dung hoa đã ra ngoài mới lại gần hoàng thượng lên tiếng, bệ hạ, người này giữ bên cạnh quá nguy hiểm. Hắn là một con hổ nếu như có thể thuần phục thì rất tốt nhưng nếu không được ngược lại còn bị hắn cắn trả. An Khánh Đế gật đầu đồng ý, thuần hy nếu có thể giữ được chân hắn thì tốt, còn nếu không được, An Khánh Đế nhướng mày suy nghĩ bỏ lửng câu nói còn gian dở. Mộ dung hoa rời khỏi trấn thanh thủy hơn 9 tháng cũng như rời xa tiểu thất hơn 9 tháng. Nỗi nhớ nhung thời gian qua bây giờ hoàn toàn bị sự nôn nóng che lấp. Lần này hắn trở về không cho người báo tin trước, hắn muốn nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của tiểu thất, càng nghĩ tới lại càng thấy nhớ càng thấy nôn nóng hơn. Mộ dung hoa giao lại phủ cho quản gia xuất phát về quê nhà, đoàn người hộ tống cũng không nhiều chỉ hơn 10 người, thuần hy cùng liên nhi ngồi trên xe ngựa, ngoài mộ dung hoa còn có thượng quan dư cùng mấy binh sĩ đều cưỡi ngựa đoàn người vừa đi vừa nghỉ ngơi tới ngày thứ ba mới tới nơi. Trấn Thanh Thủy trong trí nhớ của hắn vẫn như vậy không thay đổi quá nhiều, không biết người kia sau hơn 9 tháng xa cách có thay đổi gì không. Mộ Dung Hoa nhìn gói giấy đựng bánh hạnh nhân liền không tự chủ được mà mỉm cười, không lâu nữa sẽ được nhìn thấy tiểu thất rồi. Thuần Hiên ngồi trong xe ngựa vẫn gắt gao nhìn nụ cười ôn nhu của hắn, tướng công của nàng không ngờ còn có cái dáng vẻ ngốc nghếch này nàng cũng rất tò mò muốn nhìn xem tiểu thất trong lòng mộ dung hoa là người như thế nào mà lại khiến cho hắn tình nguyện yêu thương như vậy. Liên nhi ngồi bên cạnh miệng lầu bầu, phò mã thật là, lúc nãy em thấy ngài ấy mua bánh còn nghĩ là mua cho công chúa tính lại lấy cho người nào ngờ phò mã lại trừng mắt với em bảo em sau này bớt nhiều chuyện. Em nói công chúa tốt như vậy trong thiên hạ nào có người thứ hai, phò mã không trân trọng sau này nhất định sẽ hối hận cho mà xem. Chàng ấy còn mua cả bánh nữa hả? Dạ mua bánh hạnh nhân còn mua rất nhiều nữa, chia cho công chúa một chút thì có sao, thuần hy trận mắt lườm liên nhi, ai thèm chút bố thí ấy, vì sao người đòi hỏi lại là ta, thứ ta muốn thì sẽ lấy toàn bộ chứ không phải là dùng chung với kẻ khác, em chỉ nói vậy thôi chứ có ý gì đâu. Nếu công chúa muốn ăn em sẽ mua cho người, thôi khỏi đi, em đừng nói nữa để ta yên tĩnh một lát, thuần hy nhắm chặt mắt không để bản thân suy nghĩ viễn vông càng không muốn nhìn thấy thứ không thích nhìn cứ đi như vậy cho tới khi xe ngựa dừng lại trước cổng mộ dung gia thuần hy mới lấy lại dáng vẻ thanh cao ưu nhã của một công chúa mà bước xuống xe ngựa nhìn thấy cánh cửa gỗ quen thuộc lại nhìn tới thuần hy đứng bên cạnh mộ dung hoa có chút do dự xen lẫn nỗi sợ hãi và bất an không dám gõ cửa hắn mong chờ được gặp tiểu thất cũng sợ gặp phải tiểu thất đến khi thuần hy lên tiếng hỏi sao không vào nhà hắn mới chậm rãi gõ cửa thời gian chờ đợi ngắn ngủi nhưng lại khiến mộ dung hoa căng thẳng đến lòng bàn tay cũng sắp đổ mồ hôi thế nhưng khi cánh cổng được mở ra lại làm hắn vô cùng thất vọng người mở cửa không phải tiểu thất mà là chu mẫn cô nhìn nam nhân trước mặt đầu tiên là bất ngờ sau đó là kích động lẫn vui vẻ chu mẫn giữ lấy hai cánh tay mộ dung hoa tươi cười kêu lên công tử thật sự là công tử phu nhân công tử trở về rồi phu nhân cô vừa nói vừa chạy vào trong nhà liền sau đó là bóng dáng trần tố tố cũng vội vàng bước ra Bà nhìn mộ dung hoa cao lớn khuôn mặt đến 7,8 phần giống với tướng công khóe mắt đột nhiên cây cây ngập nước. A à, hoa, nhi tử của ta. Bước chân bà gấp gáp tiến nhanh về phía hắn đưa bàn tay lên khuôn mặt hắn vuốt ve rồi chuyển đến hai cánh tay rắn chắc của hắn. Giọng bà nghẹn ngào, để ta nhìn con xem, đã cao như vậy rồi, con có bị thương không? Có vất vả lắm không? Sao về mà không báo trước với nương một tiếng chứ, cái tên tiểu tử này? mộ dung hoa nhìn mắt mẫu thân trong veo ngập nước liền giơ tay chùi đi giọt nước mắt trên má bà đợi trần tố tố bớt kích động mới lên tiếng nương nhìn thấy rồi bà gật đầu mỉm cười thấy rồi tiểu thất thời gian con rời đi đã rất vất vả trở về rồi phải bù đắp cho nó nghe chưa mộ dung hoa mỉm cười gật đầu với mẫu thân nhẹ giọng hỏi lại tiểu thất đâu rồi nãy giờ vẫn chưa thấy đệ ấy nó nương bỗng nhiên nghe thấy có giọng nữ nhi trần tố tố chật khựng lại nhìn qua người vừa mới lên tiếng là một cô nương rất xinh đẹp nhìn dịu dàng và có học thức bà bây giờ mới chú ý tới cô nương ấy vẫn luôn đứng cạnh nhi tử của mình nhưng gọi nương là ý gì chứ trần tố tố đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía mộ dung hoa cầu một câu trả lời nương đây là thuần hy nàng ấy là công chúa của nam triều trần tố tố vừa nghe là công chúa liền sửng sốt toan quỳ xuống nhưng bị thuần hy ngăn lại nàng tươi cười cúi đầu với bà lễ phép chào hỏi thuần hy xin vấn an nương con là công chúa nhưng cũng là thê tử của a hoa là con của người trần tố tố nét mặt vẫn còn sửng sốt không thể tin được mà nhìn mộ dung hoa chuyện này nhi tử con sao lại thuần hy nhận lấy thánh chỉ từ tay của liên nhi đưa cho mộ dung hoa tướng công thánh chỉ của hoàng huynh chàng đọc cho nương nghe đi mộ dung hoa nhìn qua nội dung trong thánh chỉ cầm mặt nhìn thuần hy hắn không nghĩ nàng còn cất công chuẩn bị cả cái này Mộ dung hoa nhìn mẫu thân chậm rãi đọc lên. Mộ dung gia ba đời đều là trung thần trong triều, trước đây từng bị gian thần âm mưu hãm hại phải chịu oan ức. Nay trẫm đã điều tra rõ ràng và trừng trị nghiêm minh kẻ có tội trả lại sự trong sạch cho mộ dung gia. Gia phụ của phò mã là mộ dung anh truy thái công, gia mẫu Trần Thị Phong làm thái thái ngang hàng tam phẩm phu nhân. Khâm thử, Trần Tố Tố không kìm nổi kích động nước mắt lưng trọng mà nhìn thuần hy đầy biết ơn. Đa tạ ân điển của bệ hạ, đa tạ công chúa từ khi gặp mặt bọn họ đều đứng ở ngoài sân lúc được chu mẫn lên tiếng nhắc khéo mới vào trong nhà trần tố tố cùng thuần hy trò chuyện hỏi thăm rất nhiều lúc này bà mới biết hóa ra công chúa cùng nhi tử từng kề vai sát cánh trên chiến trường nàng còn giúp mộ dung hoa giải nổi oan khuất cho gia tộc thuần hy thông minh xinh đẹp lại am hiểu lễ nghi đúng là một nàng dâu mà bà vẫn luôn mong muốn bà càng nghe càng thích tiểu công chúa này mộ dung hoa ở một bên chỉ ngồi nghe không lên tiếng cũng không biểu lộ ra điều gì tâm trí hắn bây giờ vẫn chỉ chú ý tới một chuyện, tiểu thất đi đâu rồi? Tại sao không có ở nhà? Mà tiểu thất người vừa mới hái dược xuống núi còn chưa biết sự tình ở nhà đang mệt mỏi cùng một vĩnh kỳ trở về, y lên núi hai ngày đi xa nơi đây một chút hái được rất nhiều dược liệu quý. Tiểu thất ban đầu đi một mình nhưng không biết vô tình hay cố ý lại gặp được Vĩnh Kỳ nên liền đi cùng nhau. Vĩnh Kỳ đeo trên lưng giỏ dược liệu, như một cái bóng luôn kề bên tiểu thất theo chân y trở về mộ dung gia tiểu thất tò mò nhìn chiếc xe ngựa lớn đang dừng bên ngoài cổng nhà quay sang Vĩnh Kỳ. Không biết xe ngựa của ai lại dừng ở đây, cũng không giống với xe của Lý Đại Nhân. Vĩnh Kỳ Huynh có biết của ai không? Sắc mặt Vĩnh Kỳ có chút khó coi, đây là xe ngựa của Hoàng gia sao Vĩnh Kỳ lại không biết được chứ? Hẳn sư Huynh đã trở về nhưng không biết công chúa có về cùng không? Vĩnh Kỳ nhìn qua tiểu thất, như đang cố đè nén điều gì đó nói với y, sư Huynh về rồi, tiểu thất kích động trợn tròn mắt, cái gì? mộ dung về rồi thật không có thật hay không chẳng phải vào trong là rõ rồi sao tiểu thất nhanh chân đẩy cổng gỗ chạy vào trong đúng lúc bắt gặp bóng lưng vững chắc của nam nhân trong lòng bóng dáng quen thuộc mà y vẫn mong nhớ giờ khắc này đang ở trước mặt mình cả khóe mắt và sóng mũi tiểu thất đều cay cay tiểu thất còn chưa kịp mở miệng đã thấy bên cạnh nam nhân xuất hiện một thân ảnh nữ nhi thanh tú duyên dáng y còn nghe nữ nhi ấy âu yếm gọi nam nhân bên cạnh tướng công nương gọi chúng ta vào dùng cơn Khoảnh khắc nam nhân gật đầu với nàng tiểu thất dường như cảm nhận được lòng ngực mình như có con dao vừa đâm qua, đau đớn không thể tả. Mộ dung hoa cảm giác có người nhìn mình, mới đi vài bước đã dừng chân ngoảnh đầu lại nhìn, ánh mắt chạm nhau không gian lúc này chợt như dừng lại, nỗi nhớ nhung chờ mong bấy lâu bây giờ trong mắt tiểu thất chỉ còn lại đau thương và bi ai. Thuần hy theo ánh mắt của mộ dung hoa nhìn qua nam nhân đang đứng cạnh một vĩnh kỳ cũng đang nhìn về hướng này, người này là tiểu thất một nam nhân trắng trẻo dáng người cao gầy khuôn mặt thanh tú hoàng mỹ lại có nét ngây thơ trong sáng quả thật rất đẹp đến cả nàng nhìn vào còn không thể tự chủ mà nhìn nhiều hơn đúng là nam nhân đi quyến rũ nam nhân khác người này so với người kia còn đẹp hơn đáng ghét thuần hy nở một nụ cười nhìn tiểu thất lên tiếng tiểu thất ca ca muội là thuần hy là thê tử mới vào cửa của a hoa sau này nhờ ca ca chiếu cố muội Tiểu Thất khóe mắt ngập nước nhìn Thuần Hy rồi nhìn Mộ Dung Hoa không nói gì chỉ cúi đầu che giấu đau thương trong ánh mắt. Thuần Hy nhìn Mục Vĩnh Kỳ từ khi bước vào vẫn luôn nhìn Tiểu Thất đầy lo lắng và đau lòng thì cười lạnh trong lòng. Mục tướng quân sao lại ở đây? Ngươi thời gian này vẫn luôn chiếu cố ca ca sao? Mộ Dung Hoa nghe Thuần Hy nói xong liền thay đổi sắc mặt, ánh mắt nhìn qua Vĩnh Kỳ cũng dần lạnh lẽo và tức giận. Vĩnh Kỳ lúc này mới rời tầm mắt hướng Thuần Hy cúi đầu, tham kiến công chúa, phò mã mạc tướng chỉ tình cờ gặp tẩu tử trên núi tiện đường nên đưa tẩu ấy trở về nhà thôi công chúa suy nghĩ nhiều rồi tiểu thất kinh ngạc nhìn vĩnh kỳ rồi nhìn qua thuần hy vội vàng quỳ gối cúi đầu thảo dân tham kiến công chúa tham kiến lời nói tiếp theo như bị nghẹn lại trong cổ họng không thể phát ra thành tiếng tiểu thất mặt càng ngày càng cúi thấp y bị vứt bỏ rồi mộ dung là cuộc sống là tất cả những gì mà y có nhưng giờ người này đã có một thê tử mới là công chúa người ta thân phận cao quý xinh đẹp lại tài giỏi quan trọng hơn người ta có thể vì mộ dung gia mà sinh con, mình bị vứt bỏ cũng là điều đương nhiên thôi. Suy nghĩ trong lòng khiến tiểu thất cực kỳ khó chịu, trái tim đau đớn, cả thân thể vì kiềm chế nước mắt mà rung lên. Trong tầm mắt y xuất hiện một đôi giày vải đen, chủ nhân của nó quỳ gối đỡ lấy cả người tiểu thất kéo y đứng lên, hắn nhăn mày lên tiếng, quỳ cái gì, ngươi là phu nhân là chính thất ta cưới vào cửa, thân phận ngươi không thua nàng ấy, sau này không được tùy tiện quỳ gối làm mất tôn nghiêm như vậy nữa nghe chưa? Lời nói của mộ dung hoa đã rất ôn nhu và nhẹ nhàng thế nhưng vẫn mang theo ý tứ ra lệnh bức bách khiến tiểu thất thấy sợ. Tôn nghiêm của phò mã thật là đáng quý a. À. Người còn chưa thấy mặt đã nghe được lời dễu cợt của Tiết Hải. Tiết Hải cùng Lý Hoang sánh vai nhau bước vào, trên tay Lý Hoang còn bế một hài tử hơn ba tuổi trắng trẻo tuấn tú. Ân tử vừa thấy tiểu thất liền tươi cười tuột xuống khỏi người nghĩa phụ chạy tới ông lấy chân y. Tiết Hải khoa trương lấy tay bùng miệng trận tròn mắt tỏ vẻ sợ hãi nhìn Lý Hoang đại nhân, ta lỡ lời xúc phạm tới phò mã rồi, người ta giờ đã là hoàng thân quốc thích rồi sẽ không vì mấy lời nói vu vơ của ta mà xử phạt chứ. Lý Hoang vừa sủng nịnh vừa bất đắc dĩ kéo tay Tiết Hải xuống, được rồi nàng đừng nháo nữa, lại hướng về Thuần Hy và mộ dung hoa kính cẩn cúi đầu, tướng quân, công chúa hai người vừa về tới sao, phải, vậy khi nào mọi người lên kinh đô, lần này là Thuần Hy trả lời, chúng ta chỉ trở về bái phỏng mẫu thân và thu xếp đồ đạc, chắc chỉ ở lại ba, bốn ngày thôi. Tiết Hải tặc lưỡi tỏ vẻ đáng tiếc nhìn Thuần Hy, "Thật là đáng tiếc a, à, nữ nhân trong thiên hạ có mấy người có thể so sánh với công chúa sao, người lúc nào cũng phải chọn nam nhân đã có hôn phối chứ." Lúc trước Thảo Dân đã nói công chúa sẽ chung trường phu với người khác mà người không tin. Thuần Hy siết chặt hai tay, ngực đập phập phồng vì tức giận, "Lý phu nhân, ngươi đừng có quá phận, ngươi là ai mà dám quản chuyện của ta và tướng quân? Ai rảnh quản chuyện của các người?" Nếu không phải vì bất bình thay tiểu thất thì các người có năm thê bảy thiếp cũng chẳng ai thèm mở miệng, có không giữ sau này mất đi. Tiết Hải còn định nói tiếp nhưng bị Lý Hoang giữ tay cản lại. Mộ Dung Hoa không quan tâm bên này ồn ào ánh mắt hắn chỉ tập trung tới khung cảnh ba người đang cười nói. Tiểu thất ngồi sổng xoa đầu Ân Tử lại theo thói quen bắt mạch cho hài tử. Ân Tử có trốn uống thuốc không đấy? Ân Tử lắc đầu, không có, để rất ngoan lúc nào cũng uống hết thuốc. Tiểu thất ca ca đệ còn biết đọc tam tự kinh nữa đó, cha cho đệ kẹo nhưng đệ chỉ ăn một cây còn để dành cho huynh một cây này, cho một thúc thúc một cây. Tiểu thất dường như quên đi bi thương vừa nãy trong đáy mắt ngập tràn ý cười, vĩnh kỳ nhận lấy kẹo còn tiện tay gõ nhẹ lên trán ân tử, tiểu tử thối sao gọi tiểu thất là ca ca mà lại gọi ta là thúc thúc chứ hả, ta có già lắm đâu. Ân tử khó xử gãi đầu rồi xoa xoa cái cầm nhỏ, ca ca đẹp nên gọi là ca ca, còn một thúc thúc là cha bảo con gọi như vậy mà tiểu thất mỉm cười nắng nắng cái má phúng phính của ân tử còn vĩnh kỳ nhìn tiểu thất khóe môi cũng nhếch lên. Khung cảnh quá đổi ấm áp này hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng bởi những người bên cạnh thật khiến người ta liên tưởng bọn họ mới thật sự là một gia đình. Mộ dung hoa không thể nhìn thêm được nữa, phải chăng khi hắn không có nhà thê tử cùng sư đệ của hắn cũng bám lấy nhau cười nói vui vẻ như vậy. Mộ dung hoa hoàn toàn bị chọc giận rồi, hắn đột nhiên lớn tiếng khiến ai cũng giật mình im bặt. Đủ rồi, ta còn chưa có chết đâu ở đây ồn ào cái gì muốn nói muốn cười thì đi chỗ khác đừng có lẫn vẫn trước mặt ta nói xong liền tức giận đi ra ngoài lý hoan nhìn tiểu thất trấn an đừng sợ để ta đi xem đệ ấy tiểu thất tây vẫn còn đang ôm ân tử vì tiếng hét của mộ dung hoa mà sợ hãi nép sát vào người y tâm tình trở nên vô cùng phức tạp mộ dung hoa rời khỏi nhà đi thẳng ra rừng trúc phía sau tâm trạng đang không tốt lại nghe tiếng bước chân ngày càng gần mình hắn ông một bụng lửa giận hướng về người phía sau vung quyền Lý Hoang bất ngờ không kịp phản ứng liền nhận một chưởng không nhẹ của mộ dung hoa. Lý Hoang lùi về sau mấy bước ông ngực ho khan, sau khi bình tĩnh lại mới tận lực cùng mộ dung hoa so chiêu. Phát tiết xong một trận tâm tình mộ dung hoa cũng đã bình tĩnh không ít, hắn biết lúc đó mình hơi lớn tiếng nhưng cũng chỉ vì quá tức giận mới thế. Hắn nhìn Lý Hoang đang dựa người vào thân trúc xoa xoa chỗ ngực bị đánh vừa rồi, cũng không quan tâm Lý Hoang đang nhăn nhó oán trách mà hỏi, hai tử đi cùng huynh là ai thế? không phải con riêng của huynh đấy chứ? Lý Hoang Lượng hắn như muốn khoét mấy cái lỗ trên người, là nghĩa tử ta mới nhận nuôi. Mộ Dung Hoa cũng không bất ngờ gật đầu, "Ừ, cũng đoán huynh không dám ăn vụng sau lưng sư tử Hà Đông kia." Lý Hoang thở một hơi thật dài nghiêm túc nhìn hắn, "Để tính giải thích với tiểu thất thế nào, vừa nãy còn lớn tiếng như vậy nữa." Mộ Dung Hoa trầm mặt, hắn đang hối hận muốn chết đây, vốn dĩ khi gặp mặt sẽ ôm y vào lòng quan tâm hỏi thăm người ta mới đúng giờ thì hay rồi lát nữa gặp mặt không biết nên nói thế nào nữa để có thể không tin tiểu mục nhưng thê tử của mình thì phải tin không tin sẽ không ở cạnh nhau lâu dài được đâu để biết để cũng tin tưởng tiểu thất sẽ không làm chuyện quá phận nhưng khi nhìn tiểu thất cười nói cùng nam nhân khác để thật sự rất tức giận a à hoa khoảng thời gian để tòng quân hay lúc đệ hồi kinh cùng công chúa thành thân thì tiểu thất vẫn một mình ở đây kiên trì chờ đệ y là một nam nhân nhưng chỉ vì thành thân cùng đệ đã phải sắm vai một tức phụ ngày ngày nấu nướng dọn dẹp còn thay đệ làm tròn bổn phận với mẫu thân và sư phụ đệ còn đệ chỉ vì ích kỷ ghen tuông lung tung mà nổi nóng với tiểu thất nói thật hải nhi vừa rồi có quá lời nhưng những gì nàng ấy nói không sai a à, hoa nếu đệ vẫn ích kỷ như vậy thì thật sự sẽ có ngày mất đi tiểu thất đấy đệ thành thân cùng công chúa là có lý do của mình còn về tiểu thất đệ nhất định sẽ cố gắng bù đắp và yêu thương y thế nhưng người của đệ kẻ nào dám có ý nghĩ muốn động vào thì đừng có mong được sống yên ổn. Lý Hoang bất lực đứng dậy đưa lưng về phía mộ dung hoa, làm gì cũng phải suy nghĩ cho kỹ đừng để bản thân phải hối hận. Sau này hẳn sẽ ít có cơ hội gặp nhau ta chỉ hy vọng để có thể làm được những gì đã từng hứa với ta. Mộ dung hoa mệt mỏi cúi đầu suy nghĩ về những gì Lý Hoang vừa nói không chú ý tới bây giờ sắc trời đã tối đen. Hắn trở về nhà lại thấy không khí yên tĩnh đến kỳ lạ, Mộ Dung Hoa gọi một binh sĩ gác cổng lại dò hỏi, "Từ chiều tới giờ không xảy ra chuyện gì chứ?" "Phu nhân, ừm, đệ ấy đang ở đâu?" Binh sĩ nhìn tướng quân lạnh lùng thường ngày với nam nhân lo sợ bị thê tử trách mắng trước mặt, biểu cảm có chút kỳ quái, "Bẩm tướng quân, không xảy ra chuyện gì lớn, phu nhân đang ở dược phòng." Mộ Dung Hoa nhíu mày, "Sao lại ở dược phòng?" "Dạ, là do không có phòng thích hợp để công chúa nghỉ ngơi nên phu nhân đã tới dược phòng nhường lại phòng của mình cho công chúa." Mộ Dung Hoa gật đầu rồi đi về hướng dược phòng, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Thuần Hy chậm chậm quan sát cách bài trí tựa như xa lạ lại như rất thân quen trong căn phòng lần đầu tiên đặt chân tới này. Từ chiếc giường đến bộ bàn ghế hay cả kệ gỗ đặt y thư đều giống hết với căn phòng trong hậu viện của phủ tướng quân. Nàng ấy vậy mà không hề cảm thấy khó chịu hay bài xích nó, có thể là vì cái cảm giác ấm áp trong căn phòng thoang thoảng mùi dược liệu khiến nàng thấy thoải mái chăng? Thuần Hy đưa tay lướt qua một lượt y thư trên kệ rồi dừng lại ở một quyển tập nhỏ khác biệt. Nàng tò mò ngồi xuống ghế lật mở xem lại, phát hiện đây là ký thư của tiểu thất. Thuần Hy chần chừ do dự có nên lật xem tiếp hay không, ký thư là đồ riêng tư của tiểu thất thế nhưng nỗi hiếu kỳ đã dẫn dắt lý trí nàng. Ký thư cứ từng tờ từng tờ tiếp tục được lật sang. Ngày thứ nhất mộ dung rời đi, trời rất lạnh ta thấy toàn thân như bị đóng băng, ta bị sốt, lần đầu tiên ta bị sốt, chưa qua bao lâu đã thấy nhớ huynh rồi. Ngày thứ Mộ Dung rời đi, ta biết nấu ăn rồi mặc dù không đẹp mắt nhưng ăn cũng không tồi, sau này ta sẽ nấu cho huynh ăn không cần huynh phải tự mình làm nữa. Ngày thứ Mộ Dung rời đi, Tết đến rồi ta nấu rất nhiều bánh trôi nhưng lại không có tâm trạng ăn, trong lòng rất trống trải, rất nhớ huynh. Ngày thứ 160 Mộ Dung rời đi, ta rất sợ, hắn muốn giết ta, ta sợ bản thân cứ như vậy mà chết đi không thể giữ lời hứa chờ huynh trở về. Nếu như ta chết huynh sẽ đau lòng sẽ nhớ ta chứ? Tiểu thất viết rất nhiều thuần hy cũng kiên nhẫn đọc hết không sót một chữ nào, lần cuối cùng y viết ký thư là vào hai ngày trước. Thuần Hy nhìn tập ký thư trong tay cảm giác cả trái tim mình như bị nó đè bẹp khiến nàng không thở nổi. Hai người các ngươi kẻ có tình người có ý yêu nhau như vậy thì ta là cái gì, là kẻ thứ ba cố tình chen chân vào cuộc sống của các người ư. Ta làm gì sai tại sao lại hành hạ trái tim ta như vậy? Hừ, tướng công của ta, chàng đã vô tình vứt bỏ tình yêu của Thuần Hy vậy thì người chàng yêu cũng đừng hồng được hạnh phúc ánh mắt nàng công chúa trong bóng tối dần dần thay đổi trở nên thâm trầm lạnh lẽo mà chính nàng có lẽ cũng không phát hiện ra sự thay đổi này của chính mình. Bên ngoài dược phòng tiểu thất đang thẫn thờ ngồi trên bậc thềm, nét mặt u buồn đầy tâm sự, y vẫn còn đang suy nghĩ về những lời trần tố tố nói với mình hồi chiều. Trong bữa ăn tối không khí thập phần gượng gạo không ai nói chuyện, trần tố tố khó xử ngồi giữa không biết nên nói về chủ đề gì nên quyết định giữ im lặng. Trong khi đó cả thuần hy và tiểu thất trong lòng có tâm sự nên cũng không mở miệng, ai ăn phần người nấy cũng không nhắc đến mộ dung hoa ăn xong trần tố tố mới gọi tiểu thất về tư phòng nói chuyện bà nhìn y thật lâu mới lên tiếng tiểu thất con có sao không tiểu thất sửng sốt nhìn bà rồi khẽ lắc đầu bà nhẹ nhàng cầm tay y lại nói nương biết con sẽ khó chịu nhưng mà tiểu thất công chúa dù sao cũng là nữ nhi hơn nữa với thân phận của nàng ấy chúng ta không thể đắc tội được con có thể vì a hoa mà bao dung với công chúa một chút không tiểu thất nhìn ra nỗi lo âu trong lòng bà nhưng hình như bà lo xa quá rồi y chỉ muốn có cuộc sống bình yên chỉ cần công chúa không cố tình gây sự thì y sẽ không quan tâm sẽ không khiến mộ dung phải khó xử tiểu thất gượng cười an ủi bà nương đừng lo chúng ta là người một nhà mà con sẽ cố gắng không để công chúa chịu ủy khuất trần tố tố đau lòng nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện trước mặt chẳng biết từ khi nào bà lại để ý tâm tình đứa nhỏ này như vậy bà dần dần đã thật sự xem tiểu thất là nhi tử ruột của chính mình chiếc áo choàng mỏng được người cẩn thận khoác lên vai tiểu thất khiến y hồi thần lại, y ngước mặt lên bắt gặp gương mặt quá đổi tuấn mỹ của mộ dung hoa. Hắn mang nét mặt không vui lại có chút lo lắng vừa sửa lại áo choàng cho tiểu thất vừa nói, giờ còn thất thần suy nghĩ cái gì nữa sao không nghỉ ngơi, ngoài này có xương sẽ đổ bệnh. Đúng là có xương, tiểu thất giờ mới để ý mình đã ngồi ở đây lâu tới như vậy, cả người đều bị xương đêm bao phủ khiến toàn thân lạnh lẽo đến phát trung. Tiểu Thất trùng mình đứng thẳng người thấp thỏm nhìn Mộ Dung Hoa khẽ lên tiếng: "Huynh chưa ăn gì đúng không? Để ta xuống bếp lấy đồ ăn cho huynh." Thấy Tiểu Thất định rời đi, Mộ Dung Hoa liền giữ lấy cổ tay y: "Tiểu Thất, ta xin lỗi." Tiểu Thất khựng lại, nỗi ủy khuất trong lòng khiến khóe mắt y bắt đầu nhòe đi. Mộ Dung Hoa giữ vai Tiểu Thất xoay y đối mặt với mình cực kỳ chân thành mà nhận lỗi: "Ta thật sự sai rồi, xin lỗi Tiểu Thất, đừng giận ta được không?" Hắn lấy trong người một gói giấy quen thuộc đưa cho Tiểu Thất bánh hạnh nhân phúc ký ta mua cho ngươi. Tiểu thất nhìn gói bánh trong tay nước mắt bắt đầu trào ra cứ thế từng dòng từng dòng ướt đẫm gương mặt xinh đẹp. Mộ dung hoa hốt khoảng đầu còn đang suy nghĩ nên làm gì tiếp theo thì cả người đã cứng đờ vì cái ông quá đổi đột ngột của tiểu thất. Y gắt gao ông chặt lấy hắn vùi mặt vào hõm cổ của hắn mà khóc. Mộ dung hoa cũng ông y vuốt nhẹ mái tóc y ngửi mùi hương của đàm hoa trên người y nhìn người khác khóc hắn chỉ thấy chán ghét và khó chịu nhưng khi thấy những giọt nước mắt của tiểu thất lại khiến hắn đau lòng như trái tim bị người ta chém từng nhát tiểu thất xin lỗi ngươi cũng cảm ơn ngươi mộ dung hoa thì thầm bên tai tiểu thất y trong vòng tay của nam nhân khẽ lắc đầu vất vả cho ngươi rồi hắn nhìn thấy những vết thương còn để lại dấu vết trên tay tiểu thất bàn tay vốn dĩ rất trắng và mềm mại giờ lại hơi thô ráp còn có những vết chai sạn trong lòng bàn tay y đã cao hơn trước giờ đứng cạnh hắn cũng chỉ thua chưa tới nửa cái đầu nhưng cũng gầy hơn trước tiểu thất không nói gì vẫn chỉ lắc đầu y không thấy vất vả chút nào ngoại trừ những lúc nhớ hắn còn lại y đều rất vui vẻ tiểu thất ngươi có giận ta không chuyện ta thành thân cùng công chúa mộ dung hoa cảm nhận được thân thể người trong lòng bỗng chốc cứng nhắc rồi lại thấy y lắc đầu y không giận hắn y chỉ là một người không thân không thế thì có tư cách gì để giận hắn chứ y chỉ thấy tuổi thân thấy đau lòng và thất vọng mà thôi mộ dung hoa đẩy người tiểu thất ra khỏi người mình nhẹ nhàng hôn lên giọt nước còn vương trên khóe mi y ngươi cứ như vậy sẽ khiến ta thấy bản thân mình thật sự rất khốn nạn nhưng mà tiểu thất ta cưới công chúa là vì có nguyên do ta không chạm vào nạn ấy ta chỉ yêu ngươi chỉ cần một mình ngươi thôi thật đấy tiểu thất kinh ngạc nhìn hắn nhìn thấy sự chân thành trong mắt hắn huynh cùng công chúa còn chưa viên phòng sao chưa từng ta chỉ có mình ngươi mộ dung huynh như vậy đối với công chúa thật sự không công bằng mộ dung hoa tối mặt chẳng lẽ ngươi muốn ta cùng với nàng ấy thật sự làm cái chuyện đó không phải ta không có ý đó ta chỉ được rồi chúng ta lâu lắm rồi mới gặp lại đừng nhắc tới người khác được không tiểu thất miếng chặt môi rồi gật đầu y cũng không muốn vì chuyện của người khác mà cãi nhau với mộ dung hoa trên chiếc giường nhỏ bé ở dược phòng hai năm nhân cao lớn nằm chen chúc nhau lại không ai cảm thấy khó chịu đây có lẽ là giấc ngủ sâu nhất và an ổn nhất của mộ dung hoa sau hơn 9 tháng qua nhưng tiểu thất đêm nay lại rất khó ngủ. Vừa chập mắt một chút y đã giật mình mở mắt ra vì nghe được âm thanh quen thuộc của Bạch Ngọc Phi Loan. Người khác có lẽ không biết nhưng tiểu thất lại rất quen thuộc với âm thanh ấy, y đưa mắt nhìn nam nhân bên cạnh thấy hắn còn đang nhắm mắt hơi thở đều đều mới yên tâm. Vậy mà y cứ nghĩ tiểu bạch đã rời khỏi đây rồi, từ cái ngày rời đi lần trước tiểu thất không còn gặp lại bạch thái thiên cũng không nghe được tin tức gì của chàng nữa vết thương của tiểu bạch chắc là đã khỏi rồi chứ mình đã nói rất rõ ràng với huynh ấy rồi chắc tiểu bạch sẽ quên mình thôi tiểu thất mông lung suy nghĩ bất giác lại vùi mình trong vòng tay của mộ dung hoa trái tim y chỉ có mình tướng công không thể chứa thêm người nào khác nữa mộ dung hoa thấy mèo nhỏ trong lòng cựa quậy không yên lại muốn trêu chọc giọng hắn uể oải trầm thấp vang lên bên tai tiểu thất còn chưa chịu ngủ có phải ngươi ngày mai không muốn xuống giường tiểu thất cứng đơ người sau đó mới ngẩng đầu nhìn mộ dung hoa hắn vẫn nhắm mắt tay còn vỗ nhẹ lên lưng tiểu thất nếu huynh muốn vậy thì làm đi giờ đến mộ dung hoa sững người hắn chỉ muốn dọa tiểu thất để y nằm yên ngủ thôi không nghĩ y lại thật sự đồng ý lại còn chủ động như vậy nữa nếu là lúc trước khẳng định tiểu thất sẽ ngại ngùng đẩy hắn ra còn lầm bầm chửi hắn không đứng đắn rồi vô liêm sĩ này nọ nữa tiểu thất hôm nay thật là lạ y rất hay thất thần không biết suy nghĩ cái gì cũng rất ít cười Mộ dung hoa linh cảm có chuyện gì đó, tiểu thất của hắn thay đổi rồi cả người y chứa đầy tâm sự không còn vô âu vô lo như trước. Tiểu thất siết chặt hơn vòng tay đang ông mộ dung hoa khẽ lên tiếng, mộ dung đây không phải là mơ đúng không? Ngày mai tỉnh giấc ta vẫn có thể nhìn thấy huynh chứ. Mộ dung hoa khẽ cười chống tay chồng người dậy đè tiểu thất ở dưới thân, hắn cúi người hôn một cái lên môi tiểu thất, cảm giác thế nào? Ừm, rất mềm, rất thích, ngươi từng nằm mơ có người hôn ngươi thế này chưa? Chưa từng. Mộ Dung Hoa không chịu nổi cái biểu cảm nghiêm túc trả lời hắn của Tiểu Thất, hắn gục đầu xuống vai y mà cười lên khanh khách. Tiểu Thất biết hắn là cố ý trêu chọc mình liền tức giận đánh lên vai hắn. "Huynh còn dám trêu ta, không được cười nữa, còn cười là ta giận thật đấy." Mộ Dung Hoa ngừng cười lại tiếp tục hôn lên môi Tiểu Thất, lần này hắn hôn rất sâu rất mãnh liệt tự như muốn khảm cả người y vào trong lòng. "Tiểu Thất, ta yêu ngươi." lời yêu quá đổi chân thành của hắn khiến bao nhiêu nhớ nhung và uất ức thời gian qua của tiểu thất hoàn toàn tan biến chỉ còn lại ấm áp và hạnh phúc đến cả khi tiếng sáo ngọc dừng lại khi nào tiểu thất cũng không biết bạch thái thiên lẳng lặng đứng trong rừng trúc ánh mắt luôn hướng về phía mộ dung gia lưu luyến đầy tâm sự văn phong thật sự không chịu nổi một thái tử si tình trước mặt gã chưa bao giờ thấy thái tử như vậy Trước đây người vẫn hay nói là quân vương thì không được để trái tim lớn áp lý trí thế nhưng bây giờ thái tử hoàn toàn để cho trái tim dẫn dắt mình làm mấy chuyện vô bổ. Văn phong bất lực trầm giọng lên tiếng, điện hạ, mộ dung hoa trở về công tử sẽ không có chuyện gì đâu, người còn ở đây lo lắng cái gì nữa. Bạch Thái Thiên suy tính rồi lại nói chuyện không hề liên quan tới, gọi nó tới kinh đô Nam Triều đi. Văn phong ngớ người, biểu tình thập phần không tình nguyện miếng chặt môi không lên tiếng. Bạch Thái Thiên liếc mắt nhìn người phía sau, thế nào ngươi không muốn văn phong quả thật không muốn nhưng nào dám nói ra điện hạ đã ra lệnh thì người làm thuộc hạ như bọn hắn chỉ có thể gật đầu thuộc hạ không dám nhưng điện hạ người nhất định phải làm tới mức đó sao làm tới mức đó cho dù là làm hơn như vậy thì cũng không khiến chàng thấy yên tâm nếu có thể bạch thái thiên chỉ mong tiểu thất luôn ở ngay bên cạnh chàng mà thôi trời còn chưa sáng hẳn tiểu thất đã theo thói quen tỉnh giấc y đưa tay sờ soạn vị trí bên cạnh lại phát hiện không có người nơi mộ dung nằm đã không còn chút hơi ấm nào, tiểu thất bỗng chốc thanh tỉnh đầu óc nhảy xuống giường, cũng không quản mình còn chưa canh y chân cũng không mang giày đã chạy ra ngoài, miệng gấp gáp gọi, mộ dung, mộ dung, xung quanh một mảng yên tĩnh, mọi người còn đang ngủ nhưng hắn đi đâu rồi? Một binh sĩ gác cổng thấy y ăn mặc chưa chỉnh tề không dám nhìn thẳng đầu vẫn luôn cúi thấp nói với y, phu nhân, tướng quân từ sớm đã tới một gia bái phỏng một sư phụ, tiểu thất thất vọng thở ra, vậy à, sớm như vậy đã đi rồi sao tỉnh dậy vẫn là không thể nhìn thấy huynh được rồi y vừa nói vừa thất thần quay lại phòng rửa mặt canh y rồi vẫn như thường ngày tới nhà bếp nấu bữa sáng và đun thuốc cho trần tố tố liên nhi ngáp ngắn ngáp dài đi tới phòng bếp loáng thoáng thấy có bóng người dọa cô sợ hết hồn vừa vuốt ngực vừa lắp bắp nói phu phu nhân người làm gì ở đây dọa nô tỳ giật cả mình xin lỗi ta không cố ý liên nhi cô nương muốn làm cái gì vậy Liên Nhi thấy tiểu thất cúi đầu dáng vẻ khúng núng lại khịt mũi xem thường, người này ngoài trừ khuôn mặt đẹp ra thì có gì để so sánh với công chúa của cô chứ, thật không xứng với phò mã tẹo nào. Liên Nhi không trả lời tiểu thất mà hỏi ngược lại, "Phu nhân đang làm gì ở đây vậy?" À, ta làm bánh hành, cô nương muốn ăn không ta sẽ làm thêm. Phải rồi, ta cũng có làm cho công chúa." "Ừm, một lát nhờ cô nương mang lên dùng ta được không? Ở đây chỉ có thức ăn dân quê này thôi khiến công chúa phải chịu ủy khuất ít ngày rồi." ánh mắt liên nhi láo liên rồi lại tươi cười với y phu nhân đừng khách sáo công chúa lúc cùng với phò mã ở chiến trường cũng ăn bánh không à những khi trên đường hành quân còn chia nhau củ khoai củ sắn công chúa cũng không hề than vãn nữa lời bảo rằng được đồng cam cộng khổ với phò mã người có phải nhịn đói cũng nguyện ý tiểu thất hơi cúi đầu che đi chua xót nơi ánh mắt khi ngẩng đầu lên lại làm như bình thường mà lo lắng vất vả như vậy sao thảo nào mộ dung lại gầy như vậy e gì đúng là vất vả lắm luôn nhưng mà phu nhân đô thì nói thật buổi sáng mà ăn cái bánh khô khốc này sao mà nuốt được chứ không có cái gì dễ ăn hơn à cô vừa nói vừa ghét bỏ biểu môi nhìn đĩa bánh hành tiểu thất cuốn quyết vậy hay để ta nấu mì được không nấu cho nương cho mộ dung và công chúa còn cái này ta ăn được liên nhi đạt được mục đích liền tươi cười dạ được làm phiền phu nhân ạ à. cô lấy thau múc nước nóng sạch trong nồi rồi hành lễ với tiểu thất mới rời đi còn vừa đi vừa cười khúc khích Tiểu thất nhìn để bánh khẽ thở dài rồi đặt qua một bên lấy đồ nấu mì ra bắt đầu làm miệng lẩm bẩm. Bánh ngon như vậy thật là đáng tiếc quá. Lúc y làm xong mang cả mì và thuốc lên cho Trần Tố Tố đã thấy bà và công chúa đang nói cười trong phòng. Tiểu thất gõ cửa nói vọng vào. Nương, là con. Con mang mì và thuốc tới cho người. Tiếng cười bên trong dừng lại sau đó cửa phòng được mở ra. Chu mẫn mở cửa cười với y gọi một tiếng phu nhân. Tiểu thất gật nhẹ đầu với cô rồi bước vào trong, chẳng hiểu sau khi đi ngang qua người chu mẫn chân y như dẫm phải thứ gì đó trượt về phía trước vì mất trọng tâm mà y hất luôn cả tô mì nóng và chén thuốc còn bốc hơi trắng lên phía trước mà phía trước y chính là trần tố tố tiểu thất hoảng sợ hét lên đầu óc căng đến độ muốn đứt ra tiểu thất còn chưa kịp phản ứng đã thấy thuần hy dùng tay phải của mình chắn toàn bộ cho trần tố tố khiến cho y phục nàng loang lỗ những vết bẩn đầu óc tiểu thất trì độn chưa phản ứng kịp đã phải nhận một cái tác của thuần hy y ngã khuỵ xuống đất tay đè lên cái chén vỡ thuần hy tức giận lớn tiếng với y ngươi không có mắt à không thấy nương còn ngồi phía trước hả tiểu thất nắm chặt bàn tay đã bắt đầu rỉ máu loạn choạng đứng lên lắc đầu ngoài ngoậy tôi không công chúa tay người bị làm sao thế đỏ hết lên rồi người đâu mau đi gọi đại phu tiếng hét lớn của liên nhi đã hoàn toàn kéo được chú ý của mọi người đến khi đầu óc bắt đầu hoạt động trở lại nhớ đến những việc đột ngột xảy ra vừa rồi khiến tiểu thất vô cùng lo lắng y đi qua đi lại bên ngoài phòng của công chúa mà không để ý đến chính mình cũng bị thương thấy đại phu từ trong phòng đi ra tiểu thất vội đi tới hỏi đại phu vết thương có nặng lắm không chỉ bị phỏng nhẹ đã được xử lý và bôi thuốc rồi chỉ cần giữ cho vết thương không bị dính nước bôi thuốc đầy đủ thì chắc mấy ngày là không sao tiểu thất thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi tiễn đại phu ra cửa trước khi rời đi đại phu còn thật lòng nhắc nhở y về vết thương trên mặt cũng phải bôi thuốc tiểu thất chỉ nghe rồi gật đầu cho có chứ cũng không để tâm y trở về phòng tự nhìn mình trong gương đồng mới phát hiện một bên mặt sưng đỏ vẫn còn in hàng năm dấu ngón tay. Khi nãy còn không có cảm giác gì giờ vừa chạm tay vào tiểu thất đã phải khẽ trên một tiếng vì đau. Công chúa nhìn thì yếu đuối mà sao sức ở đâu lại mạnh như vậy không biết. Nhưng mà cũng thật may là nàng phản ứng nhanh nên mẫu thân mới không sao, tiểu thất ông tâm trạng tự trách thoa thuốc lên mặt rồi tự xử lý luôn vết thương trên tay. Mộ dung hoa không biết chuyện ở nhà nên đến tối với trở về, hắn tới mục gia một phần vì muốn chào hỏi sư phụ một phần muốn tìm hiểu tình hình ở đây lúc hắn không có nhà mộ dung hoa còn cố tình hỏi về nam nhân lạ mặt đã từng sống ở mộ dung gia mà trong thư trần tố tố có nói nhắc tới người này mục tranh cũng phải trầm mặc suy nghĩ người này khí chất nho nhã cao quý lại thâm trầm khó đoán ta tuy chỉ gặp hắn một lần nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt ta cũng đoán được đây không phải là một người tầm thường nhưng có vẻ như hắn cũng không có ác ý hắn chịu ơn cứu mạng của tiểu thất nên cũng giúp đỡ lại tiểu thất rất nhiều, chỉ đơn giản như vậy. Sao con nghe nương nói người này còn có ý đồ không tốt với tiểu thất? Mục tranh nhướng mày khó tin, có sao? Cái này thì ta không rõ, không biết nghĩ tới chuyện gì mộ dung hoa lại chuyển chủ đề nói sang chuyện khác, Vĩnh Kỳ cũng tới tuổi thành gia lập thất rồi, sư phụ đã có dự tính gì chưa? Ta không định sẽ can dự tới chuyện này, nó đã trưởng thành sẽ tự khắc biết nặng nhẹ đúng sai mộ dung hoa hừ lạnh trong lòng biết nặng nhẹ mà còn dám cố tình lại gần tẩu tử hắn gõ nhẹ lên mặt bàn nói nếu sư phụ không có ý kiến vậy để con giúp người chú ý một chút tìm một tiểu thư môn đăng hộ đối tác hợp cho vĩnh kỳ vĩnh kỳ từ bên ngoài trở về vừa đúng lúc nghe thấy lời nói của mộ dung hoa liền lên tiếng đáp lại không phiền tướng quân nhọc lòng chuyện riêng tư của thuộc hạ chẳng lẽ tướng quân ngài cũng muốn quản hai nam nhân mặt đối mặt ánh mắt giằng co không ai chịu xuống nước bầu không khí như muốn đóng băng toàn bộ sảnh đường. Đến khi mục tranh lên tiếng mới khiến hai người rời tầm mắt, sư huynh con nói cũng không phải không hợp lý, vậy chuyện hôn nhân đại sự của Vĩnh Kỳ làm phiền tới con rồi. Vĩnh Kỳ trầm mặt nghiêm túc nhìn mục tranh. Mọi chuyện con đều nghe theo cha riêng chuyện này thì không, xin cha tha lỗi cho Vĩnh Kỳ bất hiếu. Nói xong liền dứt khoát bỏ đi. Mộ dung hoa mang tâm tình phức tạp ẩn ẩn khó chịu trở về mộ dung gia hắn vừa bước chân vào đã thấy liên nhi chạy vội tới như là sớm đứng đây đợi hắn vậy phò mã cuối cùng người cũng về rồi công chúa bị thương nặng lắm lại không cho nô tỳ vào phòng phò mã mau tới xem chút đi mộ dung hoa bị cô làm cho khó hiểu hắn thiếu kiên nhẫn hỏi lại có chuyện gì người nói rõ ràng một chút liên nhi mồm năm miệng mười kể lại chuyện lúc sáng cho hắn đương nhiên cũng lược bớt một vài chi tiết không cần thiết và phóng đại một vài chuyện lên mộ dung hoa nghe kể xong chân cũng dừng lại ở trước phòng của công chúa hắn gõ cửa nhưng không ai đáp lại hắn lên tiếng gọi nhưng trong phòng vẫn chỉ có một mảng tĩnh lặng cho đến khi trong phòng vang lên một tiếng động lớn mộ dung hoa mới đạp cửa xông vào thuần hy mặt mày nhăn nhó nhìn thau nước bị rơi xuống đất nước trong thau văng tung tóe ướt một mảng sàn cánh tay phải của thuần hy đỏ một mảng ẩn dưới lớp y phục giờ đang run rẩy vì đau đớn mộ dung hoa nhanh chân tiến lại cầm cánh tay nàng lên xem xét rồi khẽ nhíu mày đại phu nói thế nào thuần hy chẳng biết vì nhịn đau hay vì vừa khóc xong mà mắt đỏ hoe nhìn vừa yếu đuối vừa đáng thương đau quá a à hoa tay đau ta không giữ được chậu nước làm nó đổ rồi ai cần nàng tự làm sao không gọi liên nhi ta tắm rửa gọi em ấy làm gì a à hoa chàng có thể giúp ta bôi thuốc không mộ dung hoa thở ra không đành lòng từ chối nên gật đầu rồi đỡ nàng ngồi xuống giường kéo ống tay áo lên giúp nàng bôi thuốc sau khi đợi thuần hy ngủ say hắn mới rời khỏi đi về hướng dược phòng trong phòng tối ông hắn nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, tính thắp đèn lên lại nghe được người trên giường lên tiếng, đừng thắp đèn, ta làm ngươi tỉnh giấc à. Mộ dung hoa lên giường nằm xuống bên cạnh tiểu thất ông lấy eo y, tiểu thất không lên tiếng mộ dung hoa cũng không nói gì nữa, không gian rơi vào im lặng hòa lẫn với màn đêm ngoài khung cửa sổ. Tưởng rằng mộ dung hoa đã ngủ tiểu thất mới nhẹ nhàng cự người vậy mà lại nghe hắn bỗng lên tiếng gọi, tiểu thất, ừm, thuần hy từ nhỏ đã được hoàng thượng nuông chiều và yêu thương, nàng ấy chấp nhận mối hôn sự với ta quả thật có hơi thiệt thòi. Hơn nữa chúng ta mắc nợ thuần hy rất nhiều, mộ dung gia mang ơn nàng ấy. Dừng một chút cảm nhận người bên cạnh không biểu hiện khó chịu mới tiếp tục nói, sau này chúng ta sẽ sống cùng nhau, ngươi có thể nhường nhịn và bao dung cho thuần hy một chút không? Lại là nhường nhịn và bao dung, tại sao người phải nhượng bộ luôn là y, vì y là nam nhân hay vì y thân phận thấp hèn? Tiểu thất cười tự dễu, nụ cười khiến bên má nhói lên, vết thương trên tay cũng bị nắm chặt đến đau đớn mộ dung hoa biết làm vậy là không công bằng với tiểu thất thế nhưng hắn cũng hiểu rõ y sẽ không cự tuyệt yêu cầu của hắn tiểu thất không đồng ý cũng chẳng cự tuyệt y nói rất nhỏ nhưng trong màn đêm tĩnh lặng lại vang lên rõ ràng chúng ta không thể ở bên nhau như trước đây được sao ta không muốn đi chúng ta vẫn giống trước đây mà tiểu thất nằm nghiêng người đưa lưng về phía hắn để mặc cho nước từ khóe mắt chảy ra từ lúc nào ngươi vẫn chưa trả lời ta Tiểu Thất mím môi nhàn nhạt nói, "Được." Mộ Dung Hoa mỉm cười lại ông y chặt hơn, "Thật ngoan, ta rất thích." Hắn thích Tiểu Thất nghe lời hiểu chuyện và không khiến hắn thấy phiền não như vậy. Mộ Dung Hoa biết rõ Tiểu Thất rất yêu và ỷ lại vào mình, hắn đối với y cũng một lòng yêu thương thế nhưng có còn là duy nhất và thuần khiết như ban đầu nữa không chính hắn cũng không rõ. Ngày thứ hai tỉnh dậy, Tiểu Thất vẫn không nhìn thấy hắn trên giường, nghe nói là hắn cùng công chúa ăn sáng xong thì đã ra ngoài trần tố tố nhìn y thất thần lại thở dài ngồi xuống bên cạnh a hoa đưa thuần hy tới thắp hương cho phụ thân bà nhìn về hồng nhạc còn vương lại trên má y lại hỏi con còn đau không tiểu thất giật mình nhìn bà lại vô thức đưa tay lên má không đã hết đau rồi nương con xin lỗi hôm qua con thật sự không cố ý ta biết con không cần tự trách bà nhìn quanh căn nhà một lượt mắt bắt đầu đỏ hoe nét mặt cũng u buồn phải rời khỏi nơi này thật không nỡ ta đã ở đây thời gian dài như vậy thật sự là không nở. Tiểu thất ở đây không phải quá dài nhưng đây là nơi bắt đầu của y và mộ dung hoa. Nhìn từ tiền viện đến hậu viện, từ góc sân hay trên hành lang đều là kỷ niệm là ký ức tươi đẹp của hai người. Tiểu thất nhìn căn phòng từng ở chung của y và mộ dung hoa đến khi nó trở thành phòng tân hôn của hai người cả khóe mắt và sống mũi đều nóng lên. Hình ảnh hắn cẩn thận bôi thuốc cho mình, hình ảnh hai người cùng ăn cùng ngủ rồi cùng đọc sách lần lượt xuất hiện trong đầu y tự như mọi việc vừa chỉ xảy ra mới hôm qua tiểu thất chỉ thu dọn những thứ quan trọng và một ít y phục còn lại sẽ không mang theo. Y nâng miêu ký thư trong tay xong rồi lại đặt trở lại vị trí cũ, đây là đoạn ký ức không có mộ dung hoa bên cạnh nhưng giờ hắn trở về rồi vậy nên Y sẽ để đoạn ký ức này ở đây. Trời sẫm tối bọn họ mới trở về, chẳng biết có phải tiểu thất quá nhạy cảm hay không nhưng Y cứ thấy ánh mắt chu mẫn nhìn mình quá mức chán ghét, không thể chịu nổi người khác nhìn mình như thế nên lúc ngồi ăn tối tiểu thất mới lên tiếng hỏi. Hôm nay đi thắp hương cho phụ thân không xảy ra chuyện gì chứ? Ba người đều nhìn y khó hiểu. Mộ Dung Hoa cho rằng y khó chịu vì buổi sáng rời đi mà không nói với y nên lên tiếng giải thích. Buổi sáng ta thấy ngươi còn ngủ nên không nở gọi dậy. Ngươi đừng giận. Không nghĩ tới Mộ Dung Hoa lại giải thích chuyện này, Tiểu Thất có chút bất ngờ cười nhẹ. Ta không giận cũng không phải hỏi huynh chuyện này. Vậy ngươi muốn hỏi chuyện gì? Tiểu Thất đáng đo cuối cùng vẫn là nói ra. Từ khi cùng mọi người trở về Chu Tỷ Tỷ nhìn ta cứ như có thâm thù đại hận gì ấy nhìn thế nào cũng thấy không thoải mái chu mẫn mộ dung hoa nhớ lại buổi sáng cùng chu mẫn nói chuyện thế nhưng chuyện này thì liên quan gì đến tiểu thất hắn gọi riêng chu mẫn ra vì cảm thấy thân phận cô ấy giờ đi theo mình có phần không thích hợp hắn nói sẽ cho chu mẫn một số tiền lớn bảo cô rời khỏi mộ dung gia chu mẫn nghe xong tựa như ủy khuất lại như không cam lòng nước mắt cứ vậy trào ra cô nức nở quỳ xuống dưới chân mộ dung hoa nói tướng quân xin người đừng đuổi tiểu nữ đi tiểu nữ chỉ có một mình giờ rời khỏi đây thì biết đi đâu ta có thể giúp cô an bài chỗ ở cô không phải nha hoàng của phủ không cần phải đi theo hầu hạ cô có tự do của mình có cuộc sống của mình chu mẫn vẫn cứ nước mắt vàng giụa hai bàn tay không cam lòng mà siết chặt mép áo từ khi tướng quân cứu tiểu nữ thì tính mạng này đều do người định đoạt tướng quân cứ xem tiểu nữ như nha hoàng đi để tiểu nữ ở bên chăm sóc cho thái thái cầu xin người mộ dung hoa rất bất đắc dĩ mà nhíu mày Sao cô lại cố chấp như vậy? Thôi được rồi, nếu muốn ở lại vậy cứ ở đi, khi nào muốn rời đi thì nói với ta một tiếng, không thì nói với phu nhân cũng được, để ấy sẽ giúp cô an bài. Dạ, đa tạ tướng quân. Thuần Hy nghe xong thì liền hiểu, trong lòng thầm mắng một câu tiện nhân, thế nhưng lại tỏ ra rằng cái gì cũng không biết. Tiểu Thất ca ca, có phải huynh nhạy cảm quá không? Chu Mẫn có lý do gì để khó chịu với huynh chứ, cô nương ấy đáng lý phải cảm kích huynh mới đúng. Nghe một tiếng ca ca của Thuần Hy làm tiểu thất vừa khó chịu vừa không thoải mái, đến khi cảm nhận được độ ấm trên mu bàn tay cùng lời nói trấn an của hắn y mới thoải mái hơn. Chắc do ngươi mệt mỏi nên mới có cảm giác ấy thôi. Ngoan, đừng suy nghĩ nhiều quá. Tiểu thất gật đầu không đề cập tới chuyện này nữa, chắc là do chính mình nghĩ nhiều thôi. Mà y cũng không còn tâm trí đâu để suy nghĩ tới chuyện đó nữa, bọn họ phải nhanh chóng thu xếp trở về kinh đô. Ngày rời đi trần tố tố vẫn không kìm được mà nức nở, mộ dung hoa phải an ủi bà một hồi mới dừng khóc đoàn người có hai chiếc xe ngựa thuần hy cùng với liên nhi ngồi một xe trần tố tố và chu mẫn ngồi một xe tiểu thất mím môi nhìn chú ngựa trước mặt mặt mày nhăn nhó rất không tình nguyện mộ dung hoa nhìn biểu tình biến đổi trên mặt y thì mỉm cười giễu cợt sao thế ngươi có thù với nó à tiểu thất lường hắn rồi hừ một tiếng chẳng buồn nói lại nụ cười trên khuôn mặt mộ dung hoa càng sâu cuối cùng còn cười ra thành tiếng thấy mọi người nhìn mình đầy quỷ dị hắn mới hắn giọng rồi nghiêm mặt lớn tiếng nhìn cái gì thu xếp xong thì xuất phát mộ dung hoa nhìn qua tiểu thất vẫy tay gọi y qua đây tiểu thất đi qua được hắn đỡ ngồi lên ngựa còn chính mình cũng nhảy lên yên vị phía sau y tiểu thất sau một thoáng bất ngờ là vui vẻ cùng ngại ngùng mộ dung hoa thúc ngựa lên trước dẫn đầu xuất phát rời đi rồi thế nhưng tiểu thất vẫn còn lưu luyến ngoảnh đầu lại nhìn về phía cánh cổng gỗ đã đóng chặt Cổng gỗ khóa chặt cũng khóa luôn những hồi ức vui vẻ ngắn ngủi của y. Mộ Dung Hoa ở bên cạnh khẽ an ủi, "Ta đã cho người thường xuyên lui tới dọn dẹp sau này, khi chúng ta có tuổi sẽ trở về đây an hưởng tuổi già được không?" "An hưởng tuổi già?" "Chúng ta có thể không, đương nhiên có thể, lúc đó ta sẽ mở một võ đường dạy võ cho những hài tử ở đây còn ngươi sẽ ở nhà trồng hoa, trồng dược, sẽ nấu cơm đợi ta về, chúng ta sẽ sống viên mãn đến hết đời." Hắn hôn nhẹ lên mái tóc của tiểu thất nghe y ở trong lòng mình nhẹ nhàng nói, được, mọi chuyện ta đều nghe huynh. Thượng quan dư lúc này tại sao lại đau lòng đến như vậy, hắn liếc mắt nhìn về chiếc xe ngựa phía sau trong lòng thầm mắng người bên trong thật ngốc nghếch, thế nhưng cũng không thể tự chủ mà đau lòng nàng. Thượng quan dư cưỡi ngựa ngay bên cạnh mộ dung hoa nghe được rõ ràng tướng quân an ủi phu nhân thế nào, nghe hai người tính chuyện sau này nhưng ở đó chỉ có hình bóng của hai người không có chỗ cho người thứ ba chen vào. Tình cảm của tướng quân rõ ràng tới như vậy, chính nàng cũng biết rõ là hố lửa nhưng tại sao vẫn cứ cố lao vào để rồi chính mình bị thiêu cho không còn sóc lại thứ gì nếu như có ngày nàng mệt mỏi muốn dừng chân nghỉ ngơi thì có thể nói với ta không ta vẫn sẽ ở đây bên cạnh nàng vĩnh viễn không rời đi mộ dung hoa bỏ lại đoàn người phía sau thúc ngựa phi nhanh lên phía trước hưởng thụ khoảng thời gian chỉ có hai người mặt trời lên cao rồi dần dần lui xuống khuất sau những áng mây phía chân trời nhường lại vị trí chiếu sáng cho mặt trăng mộ dung hoa cưỡi ngựa đi chậm lại men theo đường đi rồi dừng ở một khoảng đất trống hai người ngồi kề sát dưới gốc cây tiểu thất đột nhiên bật cười khiến mộ dung hoa tò mò hỏi nghĩ tới cái gì mà cười tươi như vậy nghĩ tới lần đầu tiên chúng ta gặp nhau hôm đó trăng cũng sáng như vậy hồi tưởng lại quá khứ mộ dung hoa cũng không tự chủ mà mỉm cười nhìn y ta muốn nghe ngươi thổi sáo tiểu thất lấy sáo trúc đặt lên miệng bắt đầu thổi giai điệu ngân nga trầm bỗng như cuốn lấy toàn bộ tâm trí mộ dung hoa trong mắt hắn chỉ có hình ảnh thiếu niên trong sáng thiện lương đáy mắt công công đẹp động lòng người, tiếng sáo vừa dừng trên môi tiểu thất đột nhiên bị một bờ môi ấm áp chạm vào. Mộ Dung Hoa đưa tay đỡ sau gáy y làm cho nụ hôn sâu hơn, mang theo dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ hắn gắt gao ôm chặt người trong lòng. Mộ Dung Hoa ở bên tai tiểu thất lẩm bẩm chẳng biết nói cho y nghe hay là đang tự thôi miên chính mình, không cho ngươi gặp gỡ Vĩnh Kỳ, không cho ngươi thân thiết nam nhân khác, ngươi là người của ta chỉ là của riêng ta thôi tiểu thất tự người vào ngực hắn thở hổn hển cũng chẳng rõ lời hắn nói là có ý gì y chỉ biết giờ khắc này chính mình cùng mộ dung hoa đang bên nhau rất ấm áp rất hạnh phúc ngồi cùng nhau thêm một lát tiểu thất mới đứng lên kéo tay mộ dung hoa trở về cùng mọi người nghỉ ngơi thôi đừng cách bọn họ quá xa hắn gật đầu đưa tiểu thất quay về nơi đoàn người đang dừng chân nghỉ ngơi ánh trăng lúc này bị một tầng mây mỏng chắn ngang cả khu rừng bị bao trùm bởi không khí âm u tĩnh mịch tiếng bước chân nện lên những chiếc lá khô vào lúc này lại trở thành âm thanh thức tỉnh người đang ngủ mộ dung hoa mở mắt dò xét xung quanh bàn tay đang khoanh trước ngực cũng buông xuống nắm lấy trường kiếm bên cạnh vĩnh kỳ ở cách đó không xa cũng mở mắt nhìn hắn sau đó liền nhanh chóng bật dậy vung kiếm đỡ mũi tên từ xa xa bắn tới tiểu thất còn đang mơ màng thấy người bên cạnh khẽ động cũng mở mắt còn chưa kịp mở miệng hỏi đã bị hắn kéo sang một bên sau đó là thấy một mũi tên cắm ngay thân cây chỗ y vừa dựa vào lúc nãy hoảng sợ còn chưa qua đã nghe tiếng bước chân dồn dập kéo đến cùng với tiếng hét của nữ nhân. a à, 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 tướng quân, thái thái, thái thái. Tiếng hét đầy hoảng sợ của Chu Mẫn thành công chiếm được sự chú ý của Mộ Dung Hoa. Hắn để tiểu thất tránh sau một cây đại thụ gấp gáp nói: ở đây đợi ta, đừng chạy loạn. Nói xong cũng nhanh chóng chạy tới xe ngựa của Trần Tố Tố. Từ tứ phía hắc y nhân đồng loạt xông tới, có người cầm trường kiếm, có người cầm cung tên bắn tới, âm thanh keng keng vang vọng cả khu rừng thế nhưng tiểu thất đứng ở đó tựa như người tàn hình không ai chú ý tới có một hắc y nhân đứng gần chỗ y cũng chỉ liếc mắt nhìn sau đó cũng coi như không thấy mà rời đi thượng quan dư đối phó xong một hắc y nhân vội nhảy lên xe ngựa lo lắng nhìn người bên trong công chúa không sao chứ thuần hy lắc đầu sốt sắng hỏi lại xảy ra chuyện gì vậy chúng ta bị tấn công tình hình không ổn lắm người cứ ở yên trong xe ngựa đừng lời còn chưa nói xong đã thấy thuần hy mở to mắt hét lên cẩn thận một bóng người nhanh như chớp vung kiếm chém tới nhưng thượng quan dư né người tránh được đường kiếm gần trong gang tất người này võ công cao cường mới chỉ dùng vài phần công phu đã đem thượng quan dư đạp ngã xuống đất thuần hy nhìn thấy vô cùng hoảng sợ chẳng suy nghĩ nhiều nhảy khỏi xe ngựa bỏ ngoài tai lời can ngăn của liên nhi nàng chạy tới đỡ lấy thượng quan dư hỏi có sao không chẳng hiểu sau khi nói ra giọng nàng có chút run rẩy thượng quan dư đứng thẳng người lắc đầu trấn an nàng hắc y nhân dừng lại đường kiếm vừa vung ra đáy mắt hiện lên vài phần thích thú cũng không muốn che giấu thân phận của mình lên tiếng tiểu công chúa lâu rồi không gặp thuần hy nghi hoặc nhìn gã thanh âm này sao lại nghe quen tai như vậy như nhớ tới điều gì nàng sửng sốt ngước mắt nhìn chăm chú người nọ ngươi ngươi văn phong thượng quan dư kéo vội thuần hy ra sau lưng mình bảo hộ nàng kín kẻ văn phong nhìn hành động trong vô thức của thượng quan dư định mở miệng chế giễu một câu nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng đã bị người phía sau tấn công bất ngờ. Văn Phong tránh được kiếm nhưng vẫn phải nhận một cước vào bụng từ Vĩnh Kỳ, gã đỡ bụng nhìn Vĩnh Kỳ buông lời trêu chọc. Nam Triều các người tuyển binh đều dựa vào khuôn mặt đấy a. À. Sao từ trên xuống dưới trong ai cũng thuận mắt như vậy? Vĩnh Kỳ lạnh mặt không mảy may để ý tới lời nói của Văn Phong cầm kiếm xông tới, Thượng Quan Dư cũng cùng xông lên giữ chân Văn Phong. Tiểu thất đứng một bên quan sát vẫn vô cùng hoảng sợ, y thấy có người chết cũng có người bị thương lại không thể đến xem xét. Một hắc y nhân bị đã thương ngã ngay dưới chân tiểu thất, y giật mình lùi về phía sau mấy bước lại thấy người đó nằm bất động không nhúc nhích, y dè giặt tiến lại gần vương tay định xem người đó còn thở không, tay y còn chưa chạm tới người đó lại đột nhiên mở bừng mắt giữ lấy cổ tay y kéo mạnh về phía trước, lực đạo rất mạnh khiến tiểu thất ngã ra đất. Người đó loạn choạng đứng lên một tay cầm kiếm một tay còn giữ lấy vết thương đang rỉ máu trên bụng, đầu óc tiểu thất choáng váng, bả vai cũng rất đau đớn, y khó khăn mở mắt lại đối mặt với ánh sáng chói lóa của trường kiếm. Trong đầu y nói rằng mình gặp nguy hiểm phải nhanh tránh đi thế nhưng toàn thân lại vô lực không thể nhúc nhích. Trong thời khắc chờ đợi lưỡi kiếm sắc bén ghim trên người mình tiểu thất luôn nhắm chặt mắt, thế nhưng y lại không có cảm giác đau đớn mà lại cảm nhận được cái siết chặt ấm áp bên hông. Y mở to mắt nhìn người đang ôm mình một cước đạp ngã hắc y nhân kia. Người đó cũng mặc đồ đen cũng bịt mặt kín mít nhưng ánh mắt đó Ánh mắt sâu thẳm luôn nhìn y đầy dịu dàng và ôn nhu đó chỉ cần nhìn qua Tiểu Thất liền nhận ra. Y hoảng hốt không thể tin vào mắt mình miệng lắp bắp. Huynh, Huynh, Tiểu, Tầm, Bạch Thái Thiên khẽ phát ra một tiếng từ cổ họng. Mấy hắc y nhân thấy có người là xuất hiện không biết là bạn hay thù liền xông tới hướng này thăm dò. Bạch Thái Thiên không mang kiếm lại không thể dùng bạch ngọc phi loan liền dứt khoát trút sáu trút bên hông Tiểu Thất làm binh khí. Bạch Thái Thiên dù đang một mình đánh với ba hắc y nhân nhưng tay vẫn gắt gao ông Tiểu Thất bên người tự như đang sợ hãi nếu buông tay tiểu thất sẽ gặp nguy hiểm cũng có thể là lưu luyến hơi thở của y nên không muốn buông tay. Mộ dung hoa từ xa trông thấy tiểu thất đang trong vòng tay nam nhân khác không phải mình, một cổ tức giận lập tức tràn ngập trong lòng. Hắn không quan tâm người này là ai trực tiếp vung kiếm tới tách hai người ra vững vàng đỡ lấy tiểu thất. Bạch Thái Thiên chỉ liếc mắt qua tiểu thất một chút rồi nhắm hướng văn phong xông tới, chàng áp chế văn phong đáy mắt ngập tràn giận dữ gằn từng chữ, người đang làm cái trò gì? ai ra lệnh cho ngươi tấn công bọn họ điện hạ đây là cơ hội hiếm có nếu như diệt trừ được mộ dung hoa thì việc tấn công nam triều sẽ dễ dàng hơn rất nhiều ngươi bị mù không thấy tiểu thất thuộc hạ đã hạ lệnh không được làm tổn thương công tử bạch thái thiên tức giận cho văn phong một quyền vào bụng cúc mau hạ lệnh thu binh điện hạ còn không cúc vậy đánh bại ta trước đi văn phong không cam lòng siết chặt nắm tay gã nhìn bạch thái thiên như đang chờ đợi một biểu hiện muốn đổi ý của chàng nhưng Bạch Thái Thiên trước sau vẫn cau mày không hề có ý định nhượng bộ, Văn Phong quay người lớn tiếng hô lên, rút rồi dùng khinh công rời đi trước, Hắc Y Nhân đưa mắt nhìn nhau rồi dần rút lui, Bạch Thái Thiên cũng rất nhanh liền rời đi ngay sau đó. Tiểu Thất ngơ ngác nhìn theo bóng dáng Bạch Thái Thiên biến mất trong màn đêm, mặc dù trời tối y vẫn có thể nhìn rõ vết sẹo xấu xí trên bàn tay của chàng. Trong lúc vô tình tay y lại chạm vào cây sáo trúc bên hông chẳng biết bạch thái thiên đã để lại từ khi nào nhưng trên đó vẫn lưu lại hơi ấm rất nhạt là cái ấm áp của bạch thái thiên mộ dung hoa chợt lạnh giọng lên tiếng mới khiến tiểu thất hồi thần kẻ đó là ai hả ta hỏi người vừa rồi là ai mộ dung hoa rất không kiên nhẫn hỏi lại tiểu thất nhìn hắn có vẻ như đang tức giận không muốn làm mọi chuyện phức tạp thêm ta cũng không biết mộ dung hoa nheo mắt khó tin nhìn y không biết vậy tại sao hắn lại cứu ngươi còn ông nhau thân mật như vậy, ông nhau thân mật cái gì chứ? Có thể là người quen nhưng do hắn bịt mặt, trời lại tối nên ta nhất thời nhận không ra. Mộ dung hoa vẫn còn nghi ngờ đúng lúc Thuần Hy đi tới hắn mới rời lực chú ý sang phía nàng. Tướng công là Bắc Triều tấn công chúng ta, kẻ cầm đầu là thủ lĩnh cấm vệ quân Bắc Triều tên là Văn Phong. Ừm, hắn lợi dụng lần này chúng ta không mang nhiều quân nên mới tập kích bất ngờ. Quả thật là thâm hiểm, Vĩnh Kỳ cũng đi lại phía này báo cáo. Tướng quân, chúng ta có hai người chết và năm người bị thương nặng còn lại thì không sao. Rồi lại nhìn qua tiểu thất thấy y cứ cúi đầu nên lo lắng hỏi, tẩu tử vẫn còn sợ hãi sao, đột nhiên bị điểm danh tiểu thất hơi ngơ ngác nhìn ba người đang nhìn mình vội lắc đầu lên tiếng, không, ta không sao. Tiểu thất đứng một bên nghe Thuần Hy và Mộ Dung Hoa nói cái gì bắt triệu năm triệu y không hiểu gì nên chỉ đứng im không lên tiếng, bây giờ nghe nói có người bị thương nên hợp lý tìm cớ rời đi. Mộ Dung ta đi xem bọn họ bị thương thế nào, các người cứ ở lại bàn chuyện đi tiểu thất giúp binh lính băng bó vết thương đến khi ổn định thì trời đã bắt đầu sáng lên mọi người chỉ đơn giản nghỉ ngơi qua loa rồi lại tiếp tục lên đường mộ dung hoa lo lắng tiểu thất ngồi ngựa không thể nghỉ ngơi nên để yên ngồi trên xe ngựa với trần tố tố chu mẫn ngồi ở phía bên ngoài bởi vì có người bị thương nên thời gian tới kinh đô đã chậm hơn dự định hai ngày vì là lần đầu tới đây nên tiểu thất vẫn không giấu được tò mò yên ngồi trên xe ngựa vén tấm màn che bên cửa sổ nhìn ra ngoài thỉnh thoảng còn kích động qua lên một tiếng. Trần Tố Tố nhìn y như một hài tử mới từ trên núi xuống thì mỉm cười. Nếu con thích thì bảo A Hoa thỉnh thoảng dẫn đi chơi đi. Nụ cười nhẹ trên môi tiểu thất chợt cứng lại, y vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ lắc đầu trả lời bà, quá đông người, với lại mộ dung rất bận sẽ không thể đi cùng con đâu. Trần Tố Tố nhìn ra tâm trạng y không tốt nên cũng không nói gì nữa. Đoàn người đi qua một đám đông ồn ào, hình như đang tranh cãi chuyện gì đó khi tầm mắt tiểu thất lướt qua một khuôn mặt quen thuộc trong đám người thì vội kêu lên, dừng lại, mau dừng lại. Mã phu không hiểu chuyện gì nhưng thấy phu nhân có vẻ gấp gáp nên cũng dừng xe. Xe ngựa còn chưa dừng hẳn tiểu thất đã vội chạy ra rồi nhảy xuống lao vào trong đám đông người đang vây xem. Mộ dung hoa lần đầu thấy tiểu thất vội vàng như vậy đoán chắc là có chuyện nên cũng xuống ngựa. Trước đi đuổi theo tiểu thất hắn đã an bài cho Vĩnh Kỳ đưa Trần Tố Tố cùng với Thuần Hy về phủ tướng quân trước. Ở đây đông người không thể cho dừng quá lâu sẽ ảnh hưởng đến bá tánh, chỉ cần thượng quan dư ở lại cùng hắn là được còn lại thì cho trở về hết. Tiểu Thất chen vào bên trong nhìn rất rõ ràng bóng dáng người kia, rất quen mắt nhưng vẫn không chắc có phải là người đó không. Y nghe được những người xung quanh đang chỉ trỏ bàn tán cùng với tiếng chửi bới của mấy người đang vây đánh người kia. Mau nôn tiền ra đây đừng có mà lắm lời nữa. Mày lừa gạt tiền của bá tánh như vậy không sợ bị trời phạt hả? hôm nay mày không trả tiền thì chuẩn bị tinh thần tới gặp quan phủ đi trả tiền đây trả lại tiền cùng với tiếng mắng chửi là những cú đấm những cái đạp lên người thiếu niên kia người đó chật vật ông đầu khó khăn lên tiếng tôi tôi cũng bị ông ta lừa mà tôi thật sự không có lấy tiền của các người khi thiếu niên vừa lên tiếng hốc mắt tiểu thất đã có chút chua xót đúng là huynh ấy y vội chạy lại đẩy mấy người đang đánh thiếu niên ra lớn tiếng dừng lại không được đánh người nữa Thực chất thì y có lớn tiếng kêu dừng lại cũng không có sức uy hiếp lắm thế nhưng đám người kia vẫn dừng tay không tiếp tục đánh nữa. Chẳng qua là đột nhiên thấy có người quá mức đẹp mắt xong tới bọn họ vẫn còn ngơ ngác nhìn nên nhất thời khựng lại hành động thôi. Tiểu thất không quan tâm bọn họ chỉ chú ý tới thiếu niên đang co ro nằm ông đầu trên đất. Y đỡ thiếu niên ngồi dậy giọng run, run run có phần kích động. Lão lục, lục sư huynh đệ là tiểu thất. Tiểu lục nhìn thấy tiểu thất cũng kích động không kém. Tuy rằng trên mặt bị bầm tím mấy chỗ vẫn ngoác miệng cười, cười xong lại khóc, tiểu thất, hu hu thật sự là đệ rồi, hu hu. Hai người ôm lấy nhau vừa khóc vừa cười như con nít mặc kệ mấy lời chỉ trỏ bàn tán xung quanh. Đến khi tiểu thất bị một lực từ bên cạnh kéo ra y mới bớt kích động ngước mắt nhìn bộ mặt âm u muốn giết người của mộ dung hoa. Hắn khi nhìn thấy tiểu thất ôm một người lạ lại khóc lóc bù lu bù loa thì cực kỳ tức giận nhưng giờ thấy y hai mắt đỏ hoe lại không thể lớn tiếng trách móc được chỉ hậm hực lau, sạch nước mắt trên má y nhỏ giọng khiển trách giữa thanh thiên bạch nhật ngươi ở đây ông ấp người khác có còn xem ta ra gì nữa không đừng quên thân phận của mình cũng đừng có làm mấy chuyện mất mặt thế này nữa tiểu thất nghe hắn nói xong lại thấy có chút tức ngực khó chịu ta làm mất mặt huynh sao thật xin lỗi nhưng tiểu lục là người thân của ta chẳng lẽ việc gặp lại người thân huynh cũng muốn cấm cản ta tiểu lục lúc này cũng đã đứng thẳng dậy cố gắng kéo tiểu thất ra khỏi người mộ dung hoa buông tiểu thất ra nếu không nếu không, cho dù mất mạng ta cũng sẽ liều với ngươi. Mộ dung hoa nheo mắt nhìn chầm chầm bàn tay đang giữ chặt cánh tay tiểu thất, khuôn mặt hiện lên sát ý dơ chân đạp mạnh vào bụng tiểu lục khiến cậu nằm luôn ra đất miệng sọc lên một mùi tanh nồng của máu. Tiểu thất hoảng sợ đánh vào vai hắn lớn giọng, huynh phát điên cái gì, tại sao lại đánh lão lục, hắn chạm vào ngươi, một tên không sạch sẽ không có tư cách chạm vào ngươi. Tiểu thất không thể tin mà nhìn mộ dung hoa, y chưa từng thấy hắn như vậy vừa độc đoán vừa đáng sợ. Y muốn nói lại không thể nói ra thành lời chỉ trơ mắt nhìn Tiểu Lục Ho Khang được thượng quan dư đỡ đứng lên, đám người đòi tiền vừa rồi bị một cảnh này làm cho sợ hãi, bọn họ không dám đắc tội nam nhân cao lớn mặt lạnh tanh kia nhưng vẫn phải lên tiếng đòi tiền. Một người trong đám nhìn Tiểu Thất mạnh dạn hỏi: "Xin lỗi vị công tử đây có phải là người quen với tên Lục thần này không? Huynh ấy là sư huynh của ta, có chuyện gì không?" "À, ha ha, cũng không có gì lớn, chỉ là tên này trước đây đã lừa bọn ta mua không ít bùa của hắn." nói rằng bùa có thể trừ tà trừ quỷ còn có thể cầu bình an phát tài phát lộc nhưng mà bọn ta phát hiện mấy thứ hắn bán hoàn toàn là đồ giả không có tác dụng gì hết công tử người nói xem chuyện này nên giải quyết thế nào đây tiểu thất nhìn qua lục thần đang chật vật đứng một bên rồi nhìn người nọ nói các vị có nhầm lẫn gì không bọn ta học y thuật chứ không phải học đạo thuật sao có thể đi bán bùa trú gì được chứ đám người kia đưa mắt nhìn nhau có người tức giận không kiên nể gì mà lớn tiếng Ta trong các ngươi tướng mạo ai cũng tuấn tú cứ tưởng là người có học thức biết phân biệt phải trái đúng sai nên mới đứng đây nói chuyện, nhưng xem ra đều là một bọn với nhau cả, đều muốn lừa tiền bá tánh đúng không? Đã vậy cứ đưa hắn lên quan phủ đi, đám người nhao nhao đòi tới quan phủ làm mộ dung hoa quả thực hết sạch kiên nhẫn, hắn liếc mắt qua đám người làm bọn họ lành cả sống lưng cũng im bặt không lên tiếng nữa, hắn nợ các ngươi bao nhiêu tiền? Rất nhanh, rất gọn cũng rất đúng trọng tâm đám người kia mỗi người nói ra một con số cộng dồn lại cũng khoảng hơn một vạn hai trăm quan tiền không nhiều lắm trả xong tiền là có thể đưa hắn đi phải không đúng đúng bọn ta chỉ cần tiền không cần người được nghe hắn dứt khoát đồng ý đám người kia rốt cuộc cũng tươi cười thở phào nhẹ nhõm nhưng là hắn trước sau vẫn đứng yên không có hành động muốn lấy tiền ra thượng quan dư thấy hơi tức ngực nhìn nó xung quanh làm giảm sự tồn tại của mình cuối cùng thượng quan dư vẫn không thể chịu nổi cái ánh mắt như muốn thiêu cháy mình của mộ dung hoa bất đắc dĩ lấy hà bao ra xuất tiền miệng còn không quên cầu nhào mấy câu tướng quân bỗng lộc mấy tháng của thuộc hạ đều bị người tịch thu hết luôn rồi đấy nhà ngươi không phải rất giàu có sao ta là đang thay ngươi nghĩ biện pháp tiêu tiền thôi vậy thuộc hạ phải cảm tạ người rồi không có gì không cần khách khí thượng quan dư á khẩu nếu không phải người trước mặt là đại tướng quân thì thượng quan dư thật sự muốn tẩn cho hắn một trận Tiểu Thất rất ấy nấy nên lúc trở về có nhỏ giọng nói với Thượng Quan Dư: "Bây giờ ta không cầm theo ngân lượng khi nào trở về sẽ trả lại cho công tử." Thượng Quan Dư nghe xong liền vui vẻ trở lại, vẫn là phu nhân thấu tình đạt lý, tốt hơn cái người kia vạn lần. Lục Thần cũng đi cùng với Tiểu Thất trở về phủ tướng quân, cậu ngồi cùng ngựa với Thượng Quan Dư, hai người đều rất nhiệt tình dễ nói chuyện nên chỉ một đoạn đường từ chợ về tới phủ Lục Thần đã hiểu đại khái về thân phận vị đại tướng quân trong truyền thuyết kia và tiểu sư đệ của mình là như thế nào lục thần không nhịn được mà thở dài e giết vậy mà tiểu thất thật sự phải gả cho người khác rồi thật là đáng tiếc nếu như sư phụ mà biết khẳng định sẽ tức giận đội mồ sống dậy quá thượng quan dư bị cậu chọc cười lại nghĩ đến chuyện gì đó sắc mặt thoáng thâm trầm nhắc nhở lục thần người nếu muốn an ổn ở bên phu nhân thì tốt nhất đừng quá thân mật với người tính tình tướng quân ờ không quá tốt đâu đặc biệt là người quan tâm quá mức đến phu nhân Lục thần vô tâm vô phế cười hờ hờ, ta biết rồi, vừa nãy cũng chỉ cầm tay tiểu thất một chút đã bị ăn một đạp còn gì, chật, thật nóng nảy. Bốn người vừa về tới phủ đã thấy Thuần Hy đứng chờ ở xe ngựa phía trước, nàng liếc mắt nhìn qua thiếu niên xa lạ trên ngựa thượng quan dư rồi rất nhanh thu hồi tầm mắt đi lại chỗ mộ dung hoa, tướng công, hoàng huynh cho người lệnh chúng ta vào kinh diện kiến. Mộ dung hoa đỡ tiểu thất xuống ngựa không trả lời Thuần Hy mà nói với quản gia đang đứng ở một bên đưa phu nhân vào quan nguyệt viện nghỉ ngơi quản gia nãy giờ vẫn trọng nhìn phu nhân quả thực đẹp tới mức không chân thực không trách được tại sao tướng quân ban đầu lại muốn từ chối hôn sự với công chúa phu nhân người đã đẹp rồi giọng nói còn nghe dịu dàng dễ chịu tới như vậy chỉ một câu đơn giản của phu nhân đã khiến quản gia phải đưa mắt nhìn thêm một chút huynh phải đi luôn à không thể nghỉ ngơi một chút sao từng ta đi một lát rồi về lúc này hắn mới quay sang thuần hy bệ hạ sao lại triệu vào cung gấp gáp như vậy chắc là liên quan đến chuyện Tây Vực muốn tạo phản. Chúng ta cứ vào cung xem ý Hoàng Huynh thế nào trước đã. Ừm, tiểu thất lặng yên nhìn theo bóng lưng mộ dung hoa cùng công chúa từ từ bước lên xe ngựa rời đi. Chẳng biết từ bao giờ tiểu thất chỉ có thể dõi theo bóng lưng hắn, mà hắn một khi xoay người rời đi thì sẽ không quay đầu nhìn lại. Tiểu thất đột nhiên hiểu ra người có thể cùng hắn kề vai sát cánh bàn chuyện chính sự luôn là thuần hy, còn mình, chỉ, mang trên người cái danh chính thất được người ta gọi một tiếng phu nhân mà thôi. Y che giấu tự ti và cô đơn vào đáy mắt cùng quản gia bước vào phủ, lại không biết lúc vừa xoay người tắm rèm trong xe ngựa được vén lên từ bên trong. Mộ dung hoa nhìn theo bóng dáng gầy yếu của y khuất sau cửa phủ mới rời tầm mắt, tiểu lục vừa bước vào phủ đã kinh ngạc hô lên. Wow, tiểu thất phủ này lớn thật đấy, lại còn được trang hoàng xa hoa như vậy nữa, so với nơi trước đây chúng ta ở thì tốt hơn nhiều mấy nha hoàng vì hiếu kỳ vị nam phu nhân của tướng quân nên kiếm cớ đi ra xem thử lại nghe được lời vừa rồi của tiểu lục có người liền biểu môi xem thường còn không phải vì muốn trèo cao nên dùng gương mặt có mấy phần tư sắc này quyến rũ tướng quân sao đúng là vô liêm sĩ có người còn buông lời mỉa mai hẳn là dùng gương mặt này quyến rũ không ít nam nhân đi chắc cũng chẳng được bao lâu đâu là thê tử mà không thể sinh con thì được làm chính thất bao lâu chứ nói đủ chưa tiếng nói của liên nhi phía sau lưng khiến hai nha hoàng kia giật cả mình vội vàng nằm miệng mặt mày tái mét quỳ thục xuống đất các người ở sau lưng rèm pha chủ tử có biết đáng tội gì không nếu để tướng quân nghe được thì coi chừng cái mạng của các người đấy còn không mau đi làm việc dạ dạ hai nha hoàng vội cúi thấp đầu nhanh chân chạy đi liên nhi nhìn qua hướng tiểu thất đang dần xa thì lắc đầu thầm thở dài phu nhân à phu nhân thời gian tới chắc người sẽ rất vất vả đấy hay đẹp quá cũng là cái tội mà tiểu thất không biết tình hình vừa phát sinh bên này vẫn cùng quản gia đi về hướng quan nguyệt viện còn không quên nhắc nhở lục thần đừng có nhìn nó lung tung nữa huynh còn chưa nói rõ chuyện trên phố cho đệ đâu tiểu lục vội than trời ta thật sự oan uổng mà lúc trước tiểu lục còn định nói lại nhìn thấy y lắc đầu liền ngậm miệng lại không nói tiếp nữa nhưng còn chưa im lặng bao lâu tiểu lục lại kinh ngạc lớn giọng đàm hoa tiểu thất là đàm hoa thật này không nghĩ tới ở đây mà cũng có thể nhìn thấy nó đấy tiểu thất khi quay lại nhìn thấy rất nhiều khóm đàm hoa đang tươi tốt cũng vô cùng ngạc nhiên không chỉ có đàm hoa mà còn có xích đu gỗ có bàn ghế đá nữa quản gia nhìn y vui vẻ thích thú cũng tươi cười lên tiếng đây đều là chính tay tướng quân chuẩn bị cho phu nhân ngài ấy còn tìm rất nhiều y thư bảo rằng để phu nhân lúc rảnh rỗi thì đọc quan nguyệt viện này nô tài cũng chỉ tới đây vài lần thôi lúc tướng quân còn ở đây thì không cho ai lui tới sau này ngài ấy hồi hương mới cho nô tài tới dọn dẹp Tiểu thất nghe xong nụ cười trên khóe môi cũng đậm hơn. Đa tạ quản gia, ông vất vả rồi. Ây da, không vất vả không vất vả, đều là việc nô tài nên làm mà. Lục thần đột nhiên lên tiếng chen ngang, để không phải là phu nhân sao, phu nhân thì nên ở chính viện mới đúng chứ. Tướng quân để đệ ở trong hậu viện còn tiểu thiếp lại ở chính viện là có ý gì chứ? Tiểu thất nghiêm mặt nhìn cậu, không được nói lung tung, y lại nhìn qua quản gia cười trừ quản gia có thể giúp ta sắp xếp một căn phòng gần đây cho tiểu lục không? Huynh ấy sẽ ở đây làm nô gia bên cạnh ta. Dạ được, vậy nô tài xin cáo lui, đợi quản gia đi xa tiểu thất mới nhìn lục thần. Ta thích yên tĩnh không quen tiếp xúc với người lạ nên mộ dung mới sắp xếp như vậy. Hơn nữa công chúa tuy không phải chính thất nhưng thân phận nàng ấy cao quý huynh sau này đừng có nói mấy từ tiểu thiếp này nọ nữa, để người khác nghe được thì không hay đâu. Được rồi vào phòng đi ta giúp huynh bôi thuốc, mặt sưng hết lên rồi kìa tiểu thất có phải ta mang tới phiền phức cho đệ không? Phiền phức cái gì chứ? Ta chỉ còn mình huynh là người thân, yên tâm đi dù có xảy ra chuyện gì tiểu thất cũng sẽ bảo vệ lục sư huynh. Lục thần cười cười gãi đầu cùng tiểu thất bước vào tư phòng, tiểu thất vừa bước chân vào trong phòng đã sững sờ đứng im tại chỗ, nhìn quanh căn phòng một lượt trong lòng y liền dâng lên cổ ấm áp không thể diễn tả. Trong căn phòng xa lạ lại quen thuộc này vẫn còn phản phất hơi thở của mộ dung hoa tiểu thất đi ngang qua bức bình phong quả nhiên nhìn thấy một cánh cửa được khép hờ mở cửa ra đập vào mắt y là một gian phòng tắm rửa rộng rãi thùng tắm cũng to hơn phòng cũ bên cạnh còn có một kệ gỗ chắc được dùng để đựng dược liệu tắm rửa gội đầu lục thần thấy y cứ như mất hồn bèn lên tiếng trêu chọc xem đệ kia người ta mới làm có chút việc mà đệ đã cảm động tới mức như vậy rồi nếu như có người vì đệ mà không tiếc mạng sống có phải đệ sẽ lấy thân báo đáp người ta không không tiếc mạng sống trong đầu tiểu thất lại hiện lên hình ảnh ở vách núi Bạch Thái Thiên đã dùng cạn sức lực kéo y ra khỏi bàn tay tử thần, còn lần ở trong rừng bị ám sát nữa, tiểu thất lắc đầu cố xua đi cái ấy nấy đang tràn lan trong lòng hờ hững nói, huynh không hiểu đâu, y đi ra ngoài lấy thuốc ra từ trong dương hành lý bôi lên vết thương trên mặt cho lục thần lúc này mới có thời gian nói về chuyện lúc trước của cậu. Nếu muốn kể thì phải bắt đầu từ khi lục thần tỉnh lại sau khi bị bọn thổ phỉ đánh ngất trên núi Trường An xung quanh cậu còn có mấy xác chết mà đa phần là mấy vị sư huynh của mình lục thần tìm kiếm quanh núi lại không thấy sư phụ cùng tiểu thất đâu liền đoán hai người đã chạy thoát vì bị thương nên lục thần lại một lần nữa ngất đi lần này khi tỉnh lại thì cậu đã được người ta cứu đưa xuống núi tỉnh dưỡng một thời gian khi hoàn toàn bình phục lục thần lại tiếp tục đi tìm sư phụ và sư đệ cậu trên đường đi tình cờ gặp được một đạo sĩ ông ta nói cũng muốn tới kinh đô nên liền đi cùng nhau cậu không rõ mấy cái bùa trú tên đạo sĩ kia mang trên người làm gì cũng không lên tiếng hỏi. Đến khi bị bá tánh chặn đường đòi tiền mới phát hiện chính mình bị người ta tính kế đổ vỏ mà không biết. Nói đến đây khuôn mặt lục thần vặn vẹo cực kỳ tức giận, bàn tay đang cầm lọ thuốc mở cũng dùng sức siết chặt lại. Tiểu thất cố gắng lấy lọ thuốc khỏi tay cậu cười khổ, tức giận thì tức giận nhưng đừng có trút lên thuốc của đệ. Nó sắp bị huynh bóp nát luôn rồi. Tiểu thất cất hết thuốc vào hộp lại vô tình hỏi, ai cứu huynh thế? còn cho ở lại tỉnh dưỡng thời gian dài như vậy. Lục thần cứng đơ người sau đó liền lấy lại bình tĩnh trả lời cho có, là một người tốt bụng. Tiểu thất gật đầu không hỏi thêm nhưng lại bị lục thần ép kể chuyện của mình với mộ dung hoa. Tiểu thất hơi trầm mặt cuối cùng vẫn là từ từ kể lại. Trong một căn phòng ở khu phía đông, chu Mẫn thích thú nhìn ngắm mọi ngóc ngách ở đây. Từ khi bước chân vào trong phủ cô luôn kích động như vậy, tưởng tượng mình có một ngày được làm nữ chủ nhân ở đây liền vô cùng vui vẻ phòng ở của nô tài trong phủ được sắp xếp ở khu phía tây khu phía đông là phòng ốc của khách nhân nô tài thân cận được xếp phòng ở gần với chủ tử của họ tướng quân an bài cô ở đây còn không phải vì thân phận cô khác với những người khác sao chu mẫn tâm tình vui vẻ nằm trên chiếc giường lớn chăn mền thơm lừng mềm mại lại càng nôn nóng muốn được leo lên vị trí cao hơn chu mẫn đang mơ màng muốn ngủ lại bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa bên ngoài cô trong lòng thầm chửi rủa nhưng lại mang khuôn mặt tươi cười ra mở cửa phát hiện người bên ngoài là liên nhi liền không kiên nhẫn hỏi có chuyện gì không liên nhi đánh giá chu mẫn từ trên xuống dưới cuối cùng kết luận không phải bây giờ cô định đi ngủ đấy chứ tôi quả thật có chút mệt mấy ngày này đi đường nghỉ ngơi không được tốt liên nhi đột nhiên bật cười cười càng lúc càng lớn sau cùng là nụ cười khẩy đầy khinh miệt cô cho rằng bản thân mình là ai là đại tiểu thư hay là phu nhân phò mã cùng công chúa bây giờ còn đang phải vào kinh yết kiến bệ hạ còn một nô tài như cô lại bảo mình mệt mỏi cần nghỉ ngơi ha hay ta bảo quản gia cho người tới hầu hạ chu cô nương ăn uống nghỉ ngơi được không chu mẫn tức đến cả người run rẩy ánh mắt cô ta như con rắn độc muốn bóp chết liên nhi ngay tức khắc tôi không phải nô tài chu mẫn nghiến chặt răng nói từng chữ đừng có ở đó tự mình đa tình nữa ở đây ngoại trừ thái thái công chúa phò mã với phu nhân thì đều là nô tài mau xuống bếp chuẩn bị đồ ăn với nước nóng đi cô cũng chỉ là một nha hoàng cô lấy tư cách gì sai bảo tôi tư cách cô hỏi tôi lấy tư cách gì sai bảo cô á hả ha 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 chẳng có tư cách gì cả chỉ đơn giản vì tôi là người của công chúa còn cô nếu cô có thể đứng trước mặt công chúa chất vấn thì liên nhi tôi sẽ cúi đầu hầu hạ chu cô nương chu mẫn nhìn theo bóng dáng liên nhi ngạo mạn rời đi lẩm bẩm mắng chửi chỉ là một nô tài mà dám phách lối như thế rồi sẽ có một ngày ta trả lại mối nhục ngày hôm nay. Tại thẩm phủ, thẩm tri minh mệt mỏi lết tấm thân mảnh khảnh trở về, đã hai ngày y chưa ngủ, giờ chỉ cần có một chỗ để ngã lưng thẩm tri minh khẳng định sẽ ngủ ngay. Từ khi có tin tức Tây Vực đang ngọ ngoại không yên muốn chen chân vào Nam Triều Hoàng thượng đã hạ chỉ phải khẩn trương chỉnh đốn quân sĩ bất cứ lúc nào cũng có thể xuất chinh. Mà đại tướng quân không ở đây một tướng quân cũng không có mặt nên chuyện lớn chuyện nhỏ gì trong quân doanh cũng rơi xuống đầu thẩm tri minh thẩm tri minh vừa phải huấn luyện tân binh vừa phải tập duyệt cho binh sĩ cũ lại còn phải giải quyết tranh chấp giữa binh sĩ của quân doanh cùng với đội quân của cẩm y vệ vừa ra nhập mới một tuần mà thẩm tri minh muốn sức đầu mẻ tráng ăn ngủ không yên y chỉ còn thiếu nước thắp hương thỉnh tướng quân trở về thôi lúc biết tin mộ dung hoa đêm nay sẽ ở lại doanh trại cho y về nghỉ ngơi sớm thẩm tri minh thật sự cảm động đến xém chút rất nước mắt vừa vào phòng thẩm tri minh cũng chẳng buồn ăn uống tắm rửa gì trực tiếp nằm ra giường y loáng thoáng nghe được tiếng động bên ngoài nhưng không quan tâm lắm mắt cũng chẳng buồn mở lầu bầu một câu ta rất mệt đừng có làm phiền tiếng động bên ngoài ngừng lại nhưng lại phát ra tiếng xé gió sau đó là tiếng phập của một vật sắc nhọn ghim vào cây cột cạnh giường ngủ của thẩm tri minh y mở choàng mắt chạy như bay ra ngoài lại chỉ nhìn thấy xung quanh một mảng tĩnh mịch không một bóng người thẩm tri minh bước lại vào phòng rút phi tiêu từ cây cột ra cũng lấy luôn tờ giấy được ghim trong đó ra thẩm tri minh tỉ mỉ quan sát phi tiêu một phen chỉ là loại bình thường có thể mua được cả đống ngoài chợ thế nhưng cả trên phi tiêu lẫn tờ giấy kia lại có một mùi hương rất nhạt, giống mùi phấn mà nữ nhi dùng cũng giống với mùi trà. Cơn buồn ngủ của Thẩm Tri Minh bị vơi đi phân nửa tới giờ khắc nhìn thấy nội dung trong tờ giấy lại khiến y hoàn toàn thanh tĩnh, bàn tay cầm tờ giấy cũng đổ đầy mồ hôi lạnh. Trên tờ giấy chỉ có một dòng chữ nhưng lại như tảng đá đè chặt cả lý trí lẫn trái tim y, Bạch Thái Thiên chưa chết, là nam thê của mộ dung hoa cứu hắn thẩm tri minh trằn trọc tới rạng sáng mới ngủ thông tin này cần được chứng thực không thể tùy tiện tin tưởng như vậy y quyết định ngày mai sẽ tới phủ tướng quân thăm hỏi một chút sau đó mới dần chìm vào giấc ngủ hôm qua mộ dung hoa không trở về phủ hắn nói sẽ về liền nhưng sang ngày hôm sau vẫn chưa thấy về tiểu thất không trách hắn chỉ là y thấy lo lắng mộ dung hoa công vụ bận rộn không nghỉ ngơi đủ sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe tiểu thất tự mình xuống bếp nấu canh gà đợi mộ dung hoa trở về thì lấy cho hắn uống Y bước ra từ trong bếp trên trán còn lắm tắm mấy giọt mồ hôi, hai ống tay áo cũng được vén đến khuỷu tay để lộ hai cánh tay vừa trắng vừa nhỏ. Quản gia từ bên ngoài đi vào cúi đầu kính cẩn với Y sau đó mới nói, phu nhân mấy việc này người cứ để hạ nhân làm là được rồi. Có thẩm tướng quân tới bái kiến đang đợi ở sảnh đường phu nhân mau tới đi. Tiểu thất mơ hồ nhìn ông, quản gia như hiểu được bèn lên tiếng giải thích. Thẩm tướng quân là thuộc hạ THN cận của tướng quân, nghe nói thái thái cùng phu nhân vừa tới nên mang lễ vật tới bái kiến tiểu thất à một tiếng như đã hiểu căn dặn quản gia chuẩn bị quà đáp lễ với điểm tâm và trà rồi mới đi vào sảnh đường nội viện tiểu thất nhìn thấy nam nhân một thân y phục tiếng nhạc hình như đang tập trung suy nghĩ sắc mặt có chút thâm trầm tiểu thất cứ nghĩ người làm tướng quân thì phải cao lớn dũng mãnh như mộ dung hoa hay một vĩnh kỳ chứ thế nhưng người trước mặt này trông còn nhỏ hơn cả mình thoạt nhìn giống với một tiểu thiếu gia được nuông chiều hơn mạc tướng thẩm tri minh bái kiến phu nhân tiểu thất bị lời của thẩm tri minh kéo thần trí trở lại cảm thấy chính mình hơi thất thố bèn ngại ngùng cuối người chào lại thẩm tướng quân không cần đa lễ mời ngồi hai người ngồi xuống ghế cùng đánh giá đối phương lại không ai lên tiếng nói chuyện không khí thập phần kỳ dị đúng lúc nha hoàng dân trà cùng điểm tâm lên mới khiến không khí dịu bớt tiểu thất mỉm cười xã giao với thẩm tri minh lên tiếng trước mộ dung hiện tại không có trong phủ nếu thẩm tướng quân có việc vậy có thể để lại lời nhắn ta sẽ chuyển lời giúp cho tướng quân. Mạc tướng biết tướng quân vẫn còn ở quân doanh, hôm nay đường đột đến chủ yếu để bái phỏng một chút, còn có một chuyện muốn hỏi phu nhân. Tiểu thất nhíu mày không hiểu thẩm tri minh muốn hỏi mình chuyện gì liền hỏi lại, tướng quân muốn hỏi chuyện gì? Mạc tướng nghe có ngồi nói phu nhân rất giỏi y thuật, còn biết giải độc nữa đúng không? Tiểu thất linh cảm người này có gì đó rất kỳ quái, lúc nào cũng nhìn mình đầy soi mói không có chút thiện cảm nào, không biết mình đã làm gì Phật ý vị tướng quân này rồi. Ta đúng là một đại phu có thể chữa bệnh cũng có thể giải độc, thẩm tướng quân muốn nói gì có thể nói thẳng không cần phải vòng vo. Không nghĩ tới tiểu thất lại thẳng thắn như vậy thẩm tri minh ngoài ý muốn lại thấy hơi chột dạ. Trong lúc vô tình lại nhìn thấy chiếc vòng có lục lạc trên cổ tay tiểu thất, thẩm tri minh theo bản năng túm lấy cổ tay y dơ lên nhau mắt nhìn thật kỹ lục lạc này. Người khác có thể không biết nhưng thẩm tri minh chắc chắn đây là lục lạc trên bạch ngọc phi loan của bạch thái thiên. Một loạt ký ức thống khổ bị thẩm tri minh cất giấu trong lòng lại trực trào ra, cảnh những viên kim loại từ bạch ngọc phi loan xuyên qua người vương lâm cũng xuyên thẳng qua trái tim thẩm tri minh. Lực đạo trên tay thẩm tri minh cực kỳ lớn tự như muốn bóp nát cổ tay tiểu thất ngay tức khắc, ánh mắt ngập tràn sát ý hướng tiểu thất gằn giọng, lục lạc này ở đâu mà có? Ngươi và Bạch Thái Thiên có quan hệ gì? Ngươi tiếp cận tướng quân là muốn làm cái gì? Tiểu thất bị thẩm tri minh làm cho hoảng sợ trở tay không kịp, y dãy dù muốn thoát ra khỏi bàn tay người kia nhưng càng dãy thì cổ tay càng bị nắm chặt, tiểu thất khó chịu lên tiếng, mau buông tay, ngươi muốn làm cái gì? Đây là phủ tướng quân ngươi mà dám làm càng mộ dung sẽ không tha cho ngươi, thẩm tri minh không kiên nhẫn mà lớn tiếng, ngươi và bạch thái thiên kia là quan hệ gì? Cùng với động tác dãy dụa của tiểu thất lục lạc trên tay cũng rung lên rất nhẹ, sau đó rất nhanh bên ngoài truyền ra tiếng bước chân gấp gáp tiến lại gần sảnh đường tiểu lục chạy tới giữ lấy cánh tay đang nắm chặt tiểu thất của thẩm tri minh buông lời cảnh cáo buông tay thẩm tri minh nhìn bàn tay đang giữ cánh tay mình lại nhìn tới ánh mắt không cảm xúc của tiểu lục không khỏi nheo mắt đánh giá thẩm tri minh buông tay tiểu lục cũng thả tay ra đỡ lấy tiểu thất lo lắng hỏi phu nhân có bị đau không lại dùng ánh mắt oán trách mà nhìn thẩm tri minh tướng quân cái gì chiếu rõ ràng là một kẻ điên khi không chạy tới đây kiếm chuyện thẩm tri minh cố gắng giữ bình tĩnh không muốn ở lại đây bèn cất bước rời đi khi đi ngang qua tiểu thất lại dừng bước không nhìn y mà nói, tướng quân chuẩn bị lãnh binh xuất chinh nếu ngươi muốn tướng quân lo lắng không yên vậy cứ kể chuyện hôm nay cho ngài ấy nghe đi, còn mối quan hệ kia của ngươi và Bạch Thái Thiên ta sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu. Thẩm tri minh liếc nhìn qua tiểu thất còn mờ mịt nói câu cuối cùng trước khi thật sự rời đi, ngươi tốt nhất nên che giấu cho kỹ, đầu óc tiểu thất có chút ê ẩm, che giấu cái gì kia chứ đến người tên Bạch Thái Thiên kia là ai y còn không biết tiểu thất dặn dò tiểu lục không được nói chuyện này ra ngoài làm cậu mặt mày nhăn nhó lại không muốn y khó xử đành miễn cưỡng đồng ý cổ tay tiểu thất bị đỏ một mảng lớn còn hơi sưng lên vừa cử động liền đau đến ứa nước mắt y về lại phòng bôi thuốc trong đầu còn đang suy nghĩ chuyện thẩm tri minh nói bạch thái thiên trong lời nói của người kia có liên quan gì đến tiểu bạch mà y biết không vòng tay là tiểu bạch cho y mà tiểu bạch cũng là họ bạch tiểu thất tiểu thất giật mình a lên một tiếng lúc này mới phát hiện mộ dung hoa đã trở về từ khi nào còn đang nhíu mày đứng đối diện nhìn mình tiểu thất lập tức vui vẻ lại thấy đau lòng mộ dung hoa có vẻ thiếu ngủ quần thâm dưới mắt hiện lên rõ ràng huynh vừa về à ta suy nghĩ chút chuyện nên không để ý suy nghĩ cái gì ngươi có phải giấu giếm ta chuyện gì hay không tiểu thất vội vàng lắc đầu lãng tránh không có trong huynh mệt mỏi quá đêm qua lại không ngủ đúng không y đi lại gần mộ dung hoa đưa tay lên thái dương hắn ít không a nắng nhẹ nhàng Mộ Dung Hoa nhắm mắt thả lỏng để mặt Tiểu Thất xoa bóp cho mình nhàn nhạt nói: Công vụ hơi bận rộn, lát nữa ta còn phải vào kinh giờ trở về, chỉ là nhớ ngươi muốn nhìn ngươi một chút. Tiểu Thất chỉ xoa bóp một chút liền buông tay. Ta có nấu canh gà để ta lấy giúp huynh một chén, uống xong rồi hãy đi. Đang thoải mái đột nhiên bị người đẩy ra làm Mộ Dung Hoa hơi bất mãn cùng luyến tiếc, nhưng đúng là hắn không có nhiều thời gian nên cũng không nói gì cũng không phát hiện ra khác thường trên khuôn mặt của Thê Tử. Tiểu thất đi ra ngoài nhìn bàn tay đang phát trung của mình, lúc nãy vì cố gắng không để mộ dung hoa thấy bất thường nên y đã phát cạn sức lực của mình rồi. Tiểu thất mang theo canh gà vào phòng đã thấy mộ dung hoa mặc quan phục chỉnh tề đang mang giày chuẩn bị ra ngoài. Hắn nghe quản gia báo lại sáng nay thẩm tri minh có tới đây nên buộc miệng hỏi, tiểu thẩm có tới đây phải không, hai người nói gì với nhau thế? Mộ dung hoa không nghe được câu trả lời của y ngược lại nghe được âm thanh đổ vỗ. Hắn ngước mắt nhìn chỉ thấy tiểu thất mặt mày trắng bệt hai tay lúng cuống mà sàn nhà là một mảng hỗn độn, y lắp bắp giọng nói còn có chút run rẩy, "Xin lỗi, ta, ta không cố ý, để ta, thôi khỏi đi, ta phải đi rồi." Mộ Dung Hoa thở ra cắt ngang lời nói của tiểu thất trời đi, hắn đã đi rồi nhưng tiểu thất vẫn cứng ngắc đứng đó nhìn canh gà đổ trên sàn, thật lâu sau mới khó khăn mở miệng, "Ta thật là vô dụng đến một chén canh cũng không cẩn thận làm đổ mất, huynh ấy còn chưa kịp dùng nữa." An Khánh Đế một tay che miệng ho khan vài tiếng tay còn lại vẫn đang cầm tấu sớ nhưng mắt lại nhìn xuống mấy đại thần đang quỳ gối. Năm vị đại thần chia làm hai phe, một phái chủ chiến, một phái chủ hòa ai cũng khăng khăng kiên trì với ý của mình. An Khánh Đế không tỏ thái độ cũng do dự chưa quyết định. Khi mộ dung hoa bước vào cảnh minh cung An Khánh Đế mới buông tấu sớ xuống cho các vị đại thần đứng lên. Hoàng thượng hỏi ý mộ dung hoa có thể nắm chắc bao nhiêu phần thắng nếu như xuất binh. Hắn không trả lời trực tiếp mà nói. Liêu Châu và Trịnh Châu nằm ngay biên giới với Tây Vực đúng ra bọn chúng nên chiếm hai thành này trước sau đó mới đánh qua Sầm Châu. Nhưng Tây Vực lại trực tiếp bỏ qua Liêu Châu và Trịnh Châu hẳn là có uẩn khúc gì đó. An Khánh Đế gật đầu bảo hắn tiếp tục nói. Trước khi biết được mục đích thật sự của bọn họ chúng ta vẫn nên tránh đánh rắn đồng cỏ. Nên điều tra rõ ràng rồi mới quyết định đánh hay không. Vậy Phò Mã nghĩ ai tới Sầm Châu điều tra là thích hợp nhất. Mộ Dung Hoa trầm mặt cúi đầu, hắn không biết là hoàng thượng thật sự không hiểu hay cố tình không hiểu ý hắn nữa, cho người tới điều tra xong rồi thế nào nữa, đợi tra ra kết quả có khi Tây Vực đã đánh thẳng tới Kinh Đô luôn rồi, hắn đang suy tính thì đã có người như hiểu ý hắn mà tiếp lời, bệ hạ, thần nghĩ chúng ta có thể điều tra nhưng vẫn phải dẫn binh chặn Tây Vực lại cũng tùy thời tiêu diệt bọn chúng, chứ để đợi điều tra xong mới dẫn binh chỉ e là không kịp. Mộ dung hoa âm thầm cho người kia một cái gật đầu mới nói, chiến sự cấp bách, các tướng sĩ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng xin bệ hạ sớm quyết định một chữ đánh tuy không nói thẳng ra nhưng ý tứ lại vô cùng rõ ràng sau hai ngày suy xét an khánh đế quyết định ban chiếu chỉ để mộ dung hoa lãnh binh, binh bình ổn tay vượt lấy lại sầm châu lần tiếp theo mộ dung hoa gặp lại tiểu thất đã là ba ngày sau kể từ ngày hắn vào kinh vừa vào phủ hắn đã theo thói quen đi về phía hậu viện từ xa nhìn thấy thiếu niên yên lặng ngồi trên xích đu đọc sách ánh sáng màu vàng từ đèn lộ nờ dê trên cột hắt lên bóng dáng thiếu niên khiến y vừa nhu hòa lại kiều diễm tiểu thất không biết có người đang nhìn mình đến khi nghe tiếng bước chân ngày càng gần mới ngẩng đầu lên y tươi cười đặt sách xuống xích đu nói với hắn huynh về rồi mộ dung hoa ừ một tiếng tiện tay cầm quyển sách lên liếc nhìn nội dung trong đó một lát mới thu tầm mắt ngồi xuống bên cạnh y tuy là hai nam nhân cùng ngồi lên nhưng xích đu được làm rất chắc chắn không hề có chút nguy hiểm nào xin lỗi không thể dành nhiều thời gian cho ngươi ở đây đã quen chưa có gì không biết thì cứ hỏi quản gia ở đây rất tốt ta cũng quen rồi chỉ là có hơi buồn chán không phải ngươi thích trồng dược liệu sao nếu thấy chán thì tìm một ít cây cỏ về trồng đi cả phủ này đều là của ngươi tùy ý ngươi sử dụng tiểu thất lắc đầu thôi chăm sóc mình đàm hoa là được rồi y thích ăn dược liệu thích lên núi hái dược nhưng không có năng khiếu chăm sóc chúng ngoại trừ đàm hoa hai người không ai nói chuyện nữa không khí rơi vào trầm lặng một lát sau hai người lại đồng thời lên tiếng qua một hồi nhường qua nhường lại cuối cùng tiểu thất nói trước ta muốn mở y quán nhỏ hôm qua đã cùng với lão lục tới xem một chút rồi ta đã nói qua với nương người cũng không phản đối nhưng vẫn phải nói với huynh một tiếng mộ dung hoa lập tức cau mày ngươi không cần phải cố gắng bôn ba chịu vất vả ta đã hứa sẽ chăm sóc cho ngươi bù đắp lại khoảng thời gian trước đây nếu ngươi rảnh rỗi vậy bồi nương trò chuyện nhiều một chút đừng có ra đường đi lung tung nhưng cách chăm sóc kiểu này ta không cần ta muốn bốc thuốc khám bệnh cho bá tánh chứ không phải cả ngày chỉ quanh quẩn tưới cây rồi lại ăn với ngủ mộ dung tiểu thất ta chuẩn bị phải lãnh binh tới sầm châu không thể ở bên cạnh ngươi ta chỉ sợ ngươi gặp nguy hiểm chuyện này để khi ta trở về rồi hãy bàn tiếp được không giọng hắn vừa chân thành lại như nỉ non làm tiểu thất không có cách cự tuyệt rồi lại như nhận ra điều gì y bất chợt kinh ngạc huynh thật sự phải xuất chinh nữa à mới vừa trở về chưa được bao lâu đã lại phải đi rồi Ngươi ở vị trí càng cao thì trách nhiệm sẽ càng lớn, ta sẽ nhanh về thôi không sao đâu, lúc nào cũng nói sẽ nhanh trở về nhưng huynh luôn thất hứa, huynh lừa ta, tiểu thất lo lắng hỏi, vậy khi nào thì đi, hai ngày nữa, tiểu thất trầm mặt cúi đầu, cả khuôn mặt đều là biểu tình không nở. Mộ dung hoa cầm lấy tay y nâng niu trong lòng bàn tay mình, tiểu thất ngươi phải luôn nhớ mình là thê tử của ta, chỉ là của một mình ta, không được gặp gỡ nam nhân khác cũng đừng thường xuyên ra ngoài ở nhà đợi ta trở về có được không, cái gì chứ, sao nghe thế nào cũng thấy như mình đang bị giam lỏng vậy, chợt mộ dung hoa nghiêng người ngã đầu lên vai tiểu thất nhắm mắt giọng điệu thực mệt mỏi, để ta dựa vào ngươi một lát được không. Phu nhân, tiểu thất rất muốn hỏi thẳng ý hắn là gì nhưng lời chưa kịp nói ra đã bị y nuốt trở về trong bụng, tiểu thất không nói nữa chỉ nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng của hắn, cho hắn mượn vai mình nghỉ ngơi, rất nhanh đã tới ngày xuất chinh. Trần Tố Tố vẫn như cũ nhắc nhở đủ điều, Tiểu Thất im lặng đứng một bên nhưng mắt đã đỏ hoe môi cũng gắt gao mím chặt, con biết rồi, còn có Thuần Hy theo con mà nương không cần phải lo lắng, được rồi con cũng phải bảo hộ tốt cho Thuần Hy đó, nó cũng là thê tử của con. Dạ. Mộ Dung Hoa một thân giáp trụ anh dũng uy nghiêm lúc này lại kiên nhẫn an ủi mẫu thân cũng đủ biết trong lòng hắn mẫu thân quan trọng như thế nào, hắn lại nhìn qua tiểu Thất dùng ngón tay khẽ chạm lên khóe mắt còn vương hơi nước của y ôn nhu lên tiếng, chú ý thân thể nhớ lời ta dặn không cho phép quên đâu đấy khi nào có dịp sẽ gửi thư về cho ngươi tiểu thất gật đầu lưu luyến giữ chặt ống tay áo hắn ta muốn ra cổng thành tiễn huynh mộ dung hoa không do dự cự tuyệt cổng thành rất đông người không tiện đâu ngươi ở nhà đi không cần phải tiễn nữa ở cổng thành đúng là có rất nhiều người ngoài các tướng sĩ còn có rất nhiều bá tánh tới tiễn chân mọi người an khánh đế mặc long bào cùng các vị quan trong triều đều ở cổng tiễn các tướng sĩ ra khỏi thành Thuần Hy hôm nay không mặc thường phục mà mặc chiến bào tóc được cột đuôi ngựa gọn gàng đang đứng cùng An Khánh đế nói gì đó. Lúc Mộ Dung Hoa tới cổng thành đã quá giờ tị, ánh mặt trời chói chang làm tâm tình ai cũng không tốt. Mộ Dung Hoa cùng Thuần Hy đứng cạnh nhau vai kề vai nghe hoàng thượng động viên cổ vũ tinh thần cho các tướng sĩ. Mà trong nhóm bá tánh cách đó không xa Tiểu Lục vừa lau mồ hôi vừa vung áo quạt cho người bên cạnh. "Phu nhân chúng ta trở về thôi, trời nóng quá, để tướng quân biết người chạy tới đây sẽ không vui đó." tiểu thất không quan tâm cậu lại nhảy cũng không mấy để ý đến cái nắng nóng gây gắt bên ngoài. Trong mắt y chỉ có bóng lưng của hắn và công chúa đang vai kề vai sát bên nhau. Sau ba tiếng hô lớn quyết thắng, quyết thắng, quyết thắng cùng với tiếng trống vang rầm rầm khắp nơi là tiếng bước chân dồn dập, tiếng vó ngựa ngày một lớn cũng ngày một xa. Tiểu thất lưỡng thững chạy lên trên mấy bước rồi dừng lại nhìn bóng dáng ấy khuất dần. An Khánh Đế ngồi trên kiệu lớn chuẩn bị hồi kinh lại vô tình bắt gặp một thân ảnh thiếu niên đang nhìn chầm chầm về phía cổng thành tuy không ít người cũng nhìn về phía đó thế nhưng cái ánh mắt đau thương liếng tiếc ấy, giọt nước mắt còn động lại trên khóe mi ấy, cái dung mạo tuyệt sắc ấy lại khiến cho An Khánh Đế chỉ ngang qua cũng phải dừng lại. An Khánh Đế vẫy tay gọi Vương Công Công tới gần nhỏ giọng hỏi, người kia là ai? Vương Công Công nương theo ánh mắt hoàng thượng rồi dừng lại trên người thiếu niên nổi bật nhất trong đám phàm phu tục tử xung quanh. Vương Công Công nhìn kỹ thiếu niên rồi mới cúi đầu thưa, bẩm bệ hạ, đó là phu nhân của mộ dung tướng quân. Hết chương 60 cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha